Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 796, một đường đi về phía đông. Tin tức mộ dung khanh vẫn có quyền giám quốc truyền đi. Xe ngựa đi thẳng ra khỏi thành, mộ dung khanh bị bắt trên xe ngựa, đi theo là thất hoàng tử. Phu xe là Hồ Tam, làm đồ tể trong kinh thành mấy năm rồi, đương nhiên là người tiên bi cài vào, trên đường đi ngoại trừ Hồ Tam còn có mấy thị vệ đi theo. Xe ngựa đi về phía đông, ở lại loan thành. Thất hoàng tử cũng không đối xử quá tàn nhẫn với Mộ Dung Khanh, kêu người kê thuốc trị thương cho hắn, bởi vì có thuốc nên vết thương của hắn dần dần tốt hơn, mà trên đường đi lại thêm vết thương mới. Vết thương mới này là vì hắn không phối hợp, thất hoàng tử này dường như là người vô cùng khát máu, một ngày không dùng dao cắt lên người hắn mấy cái trong lòng sẽ không vui. Ở lại Loan Thành, Mộ Dung Khanh biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù nói là đi đến Nam Quốc, nhưng đi từ Loan Thành có một con đường nhỏ đi thẳng đến Chuẩn Thành, từ Chuẩn Thành đi đường thủy, mặc dù lộ trình có chút xa nhưng lại là con đường an toàn nhất. Ở lại trong một nhà trọ ở Loan Thành, hắn cảm thấy tốt hơn một chút. Nhưng vì bị thương nên công lực giải độc chậm hơn, vì vậy, muốn chạy thoát nhất định phải vận công giải độc mới có thể giết ra ngoài. Chỉ là, tiểu tử kia không tin hắn, lúc nào cũng phái người trông chừng hắn, muốn vận công giải độc không hề dễ dàng. Thể chất của hắn vốn dĩ không dễ trúng độc chúng độc cũng có thể tự giải, nhưng cần phải có thời gian, từ từ tiêu giảm, 3 năm ngày có thể giải trừ được, chỉ là như vậy chỉ sợ không đuổi kịp lão bát và thương mai. Nhưng, hắn nghĩ, lão bát có chọn tuyến loan thành đi đường thủy không? Hắn ta bắt thương mai đi, Tần Châu và Tiêu Kiêu nhất định sẽ đuổi theo, chắc chắn lão Tổng Tông cũng phái người đuổi theo, nếu như đi về phía nam rất dễ dàng bị người khác đuổi kịp. Audio điện tử võ tấn bền mà dùng Loan Thành đi đường thủy, rất ít người biết con đường này, thậm chí Tiêu Kiêu cũng không biết, trước đây hắn cũng không biết, chỉ là sau này định thu phục Nam quốc mới nghiên cứu một chút con đường từ kinh thành đến Nam quốc. Thất hoàng tử Mộ Dung Nam biết cũng không có gì lạ, bởi vì hắn có rất nhiều thuộc hạ là người tiên bi, cùng lúc Mai Danh ẩn tích làm rất nhiều nghề để duy trì cuộc sống, không thiếu có những người muốn vào Nam ra Bắc. Hơn nữa, lão bát muốn trở về Nam quốc nhất định phải đợi đến khi truy binh hoàn toàn rút lui mới xuất hiện như vậy hắn ta nhất định sẽ không vội lên đường mình và mộ dung nam lên đường ngược lại rất dễ dàng đuổi kịp nghĩ đến đây hắn càng bình tĩnh lại cửa bị đẩy ra hai tên thị vệ bế thất hoàng tử đi vào hắn ta vừa vào đã chắp tay hành lễ hoàng thúc biệt nhi chúc mừng người mộ dung khanh nhìn khuôn mặt như hoa của hắn ta nhớ lại sự tàn độc của hắn lúc cầm dao cứa vào cánh tay hắn dường như không có cách nào tin đó là cùng một người có gì để chúc mừng mộ dung khanh ngồi xếp bằng hỏi phụ hoàng hạ chỉ tam ca là thái tử hoàng thúc vẫn có quyền hành giám quốc xem ra chúng ta không cần phải đi nam quốc nữa thất hoàng tử cười ha ha nói trong lòng mộ dung khanh trùng xuống lúc này hoàng thượng lại hạ chỉ phong tiểu tam tử làm thái tử không phải là hắn ta làm nếu như không phải là hắn làm Vậy thì nhất định là lão tổ tông, lão tổ tông lật mặt với hoàng thượng. Đắc tội với lão tổ tông, chỉ sợ lần này hoàng thượng cũng phải chịu khổ, lão tổ tông hoặc là không ra tay, một khi ra tay sẽ không để lưu tình. Chỉ là, như vậy ép buộc hoàng thượng có sợ. Nhưng, hắn lại an ủi nghĩ là lão tổ tông đi một bước này, sợ là đã khống chế được cục diện. Mặc dù, hắn cho là tình thế trong cung và trong triều không dễ khống chế, có lẽ Lão tổ tông chính là người có năng lực này. Hoàng thúc, thúc thấy thế nào?" Thất hoàng tử nhìn hắn hỏi. Hắn ta thật sự không thực sự muốn hỏi hắn, chỉ là muốn nghe cách nhìn của hắn. Mộ Dung Khanh suy nghĩ một lúc, chỉ sợ, sắc lập tam ca của ngươi không phải là hoàng thượng mà là thái hoàng thái hậu. "Ừ, sau đó thì sao?" Thất hoàng tử cười, khuôn mặt thành thục đến đáng sợ. Nhưng Mộ Dung Khanh lại không nói gì, chỉ nhìn hắn ta thất hoàng tử nở một nụ cười gian xảo hoàng thúc cảm thấy chúng ta sẽ quay về hay là tiếp tục đi đến nam quốc hồi kinh mộc dung khanh không cần suy nghĩ đã trả lời thất hoàng tử cười càng sâu đúng vậy trở về kinh thành hắn ta nhìn mộ dung khanh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại đột nhiên thay đổi chiều hướng chỉ là biệt nhi cảm thấy chúng ta vẫn nên đi nam quốc ổn hơn một chút mộ dung khanh vội vàng nói tại sao phải đi nam quốc lão tổ tông từ trước đến nay rất nghe lời bổn vương nếu như bổn vương trở về nói với bà ấy chức vị thái tử này nhất định là của ngươi được vậy chúng ta hồi kinh thất hoàng tử nhìn chằm chằm vào hắn nghiêm túc nói mộ dung khanh từ từ bỏ chân xuống vậy chúng ta mau chóng hồi kinh bổn vương đồng ý với ngươi chỉ cần ngươi đồng ý giải độc cho bổn vương bổn vương sẽ giúp ngươi thất hoàng tử cười thần bí được hắn ta quay người rời đi Mộ Dung Khanh nhìn cửa khóa lại, trong lòng lại không hề thoải mái, chỉ sợ tên tiểu tử này không bị lừa. Bây giờ hắn không muốn về Kinh Thành, chỉ muốn tiếp tục đuổi theo thương mai. Lúc nãy hắn nhìn thấy sắc mặt của mộ dung nam, biết trong lòng hắn ta cũng đang do dự, trở về Kinh Thành, hắn ta nắm chắc không nhiều, nhưng nếu như thật sự có được sự giúp đỡ của hắn, vị trí thái tử này rất nhanh sẽ có được. Đi đến Nam Quốc ổn hơn một chút, trời cao cách xa Hoàng đế, sau khi không chế được Nam Quốc, sẽ dựa vào thế lực của Nam Quốc ép trở lại, mặc dù chậm một chút, lãng phí thời gian, nhưng chắc chắn hơn rất nhiều so với việc quay về kinh thành. Mộ Dung Khanh quả thật không đoán sai suy nghĩ của thất hoàng tử, trong lòng hắn ta vẫn muốn đi đến Nam Quốc, lúc nãy chẳng qua là thăm dò Mộ Dung Khanh thôi, nếu như hắn muốn quay lại kinh thành chứng minh hắn không hề có ý giúp hắn ta, cũng không hoàn toàn bị khống chế. Vì vậy, hắn ta không thể trở về kinh thành, hắn đã phái người đuổi theo Nam Hoài Vương chỉ cần hắn ta nắm được hạ thương mai trong tay sẽ không sợ mộ dung khanh không giúp hắn ta thất hoàng tử quyết định tiếp tục đi nam quốc cuối cùng mộ dung khanh cũng thở phào nhẹ nhõm trên đường đi rất phối hợp chỉ đợi nguyên khí của mình chuyển biết tốt là có thể giải độc đi qua chuẩn thành thì phải đi đường thủy hồ đại đã cho người chuẩn bị một chiếc thuyền từ lâu là một chiếc thuyền cá khá cũ vô cùng bẩn mộ dung khanh nhớ lại chi phí ăn uống trên đường đi cũng không phải quá tinh tế tên tiểu tử này lúc trước ở trong cung vô cùng tôn quý, nhưng 8 tuổi đã có thể chịu đựng các loại khổ sở trên đường đi này, thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như trái tim chân chính một chút, đó đúng là phúc của Đại Chu. Lúc lên thuyền, Hồ Đại đẩy mộ dung khanh một cái, trên đường đi hắn ta vô cùng căm hận mộ dung khanh, cũng đúng, hắn ta là người tiên bi, mấy năm trước mộ dung khanh đã dẫn quân đánh tiên bi, vì vậy người tiên bi vừa hận vừa sợ hắn. Mộ dung khanh lảo đảo, quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt hung dữ của Hồ Đại, đồ ăn hại. Hồ Đại hung dữ nói. Thất hoàng tử thờ ơ nói, nhanh lên một chút. Hắn ta nói, lại liếc nhìn mộ dung khanh, hoàng thúc, đường thủy rất nguy hiểm, tốt nhất người đừng dở cho gì, nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng của người đó. Mộ dung khanh cười như không cười nhìn hắn ta, võ công của bổn vương đã mất, lại bị trúng độc, sao có thể dở cho chứ. Thất hoàng tử đắc ý cười, cẩn thận một chút cũng không sai. Nói xong, hắn ta đi vào trong khoang thuyền. Hồ Đại Thu neo lại, gọi những người khác lên thuyền. Chiếc thuyền này chỉ là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chỉ có thể chứa được 7,8 người, nhưng trên người có những 10 người. Hồ Đại nói: "Tiểu chủ nhân, hay là chúng ta thuê một chiếc thuyền nữa? Giang hà nguy hiểm, không thể so được với đường bộ." Thất hoàng tử hoàn toàn không hiểu gì về đường thủy, nhưng cũng biết là nguy hiểm, một khi gặp phải gió lớn, sóng lớn, thuyền sẽ lật việc sắp thành lại sẽ bị hỏng. Suy nghĩ một lúc, hắn ta nói cũng được, người đi thuê thêm một chiếc thuyền nhỏ nữa, hai chiếc thuyền không thể đi cách quá xa nhau. Vâng, Hồ Đại nói xong, quay người rời đi, lên bờ đi lo liệu. chương 797, chạy thoát. Hai chiếc thuyền, một trước một sau khởi hành. Thất hoàng tử dẫn theo Hồ Đại và ba người hầu dẫn theo mộ dung khanh, phía sau có bốn người, ngày đầu tiên cũng không có gì bất ngờ và nguy hiểm người lái thuyền là đi thuê, vì vậy lo liệu cơm trên thuyền cũng là người lái thuyền. Nhà thuyền là một người đàn ông da đen, khoảng 30 tuổi, là một người lương thiện, chất phác, thấy bầu không khí trên thuyền kỳ lạ cũng không dám nói nhiều, chỉ quan tâm lúc nào chèo thuyền thì chèo thuyền, lúc nào nấu cơm thì nấu cơm. Xuôi theo dòng nước, còn phải đi một đoạn đường bộ, sau đó đi đường vòng, đến Tây Giang lại đi thuyền xuống. Vì vậy, khoảng thời gian này cũng phải đi hai ngày thuyền, bởi vì sống yên ổn với nhau không có chuyện gì xảy ra, nên thất hoàng tử cũng buông lỏng một chút cảnh giác với mộ dung khanh. Lên bờ, hắn còn tìm cho mộ dung khanh một đại phu, kê một ít thuốc trị thương. Thương thế của mộ dung khanh lúc ở trên thuyền lặp đi lặp lại, có lúc còn sốt cao, cái này là vì vết thương bị nhiễm trùng. Hắn ta không ngừng gia tăng những vết thương lớn nhỏ trên người mộ dung khanh, nhưng cũng chữa trị vết thương do kiếm và tên của hắn, để tránh cho việc hắn chết trên đường đi kê thuốc xong lên xe ngựa tiếp tục lên đường thất hoàng tử không hề vội vàng trên đường đi cũng thong dong chậm rãi đối với hắn ta mà nói chậm một chút vẫn tốt hơn nhanh một chút suy nghĩ của hắn ta giống hệt với nam hoài vương trước tiên phải đợi những người đuổi theo đến nam quốc tản đi hết hắn ta không ngu ngốc mà xông vào tổng cộng cũng chỉ có bằng này người mặc dù khống chế được mộ dung khanh nhưng cũng không thể mạo hiểm vết thương của mộ dung khanh dần dần khỏi mặc dù cử động không được tự nhiên như bình thường, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Hắn dự đoán, kiên trì khoảng một ngày nữa, độc tính có thể hoàn toàn được giải. Vì vậy, hắn vẫn luôn nhẫn nhịn, bất luận hồ đại nói bao nhiêu lời khó nghe, đều không tức giận. Đêm nay, ở lại Triệu Châu. Triệu Châu là một khu vực giàu có, bởi vì có đường bộ và đường thủy, kinh tế vô cùng phồn thịnh. Bọn họ vẫn giống như trước đây, tìm một nhà trọ bình dân khá hẻo lánh, cách con phố phồn hoa khoảng ba dặm. Tiểu nhị lo liệu cơm đưa lên, hồ đại thưởng cho hắn ta mấy đồng, sau đó hỏi tiểu nhị, ở đây có dễ thuê thuyền không? Ngày mai tiếp tục phải đi đường thủy, bởi vì lần trước sắp xếp không chu toàn, vì vậy cũng không nói trước là ở đây thuê thuyền tốt. Tiểu nhị cười nói, khách quan, triệu châu này còn có chuyện không thuê được thuyền sao? Ngài muốn to như thế nào đều có thể thuê cho ngài, chỉ cần đủ bạc. Được, ngày mai ngươi giúp ta tìm hai chiếc thuyền nhỏ. Hồ Đại nói, được, tiểu nhị vui vẻ nói, làm chân sai vặt cho khách sẽ có tiền thưởng, hắn ta chỉ mong sao được chạy thêm mấy lần nữa. Thất hoàng tử cao mày, thuê một chiếc thuyền to là được rồi, ngồi được khoảng 10 người. Tiểu nhị trả lời, tiểu công tử, ngài nói như nào sẽ làm như thế, đừng nói là 10 người, thuyền chứa được 100 người cũng có. Thất hoàng tử liếc nhìn Hồ Đại, hồ đại hiểu ý kéo tiểu nhị ra khỏi cửa tiểu nhị ca hỏi ngươi một chuyện ở chỗ ngươi gần đây có vị khách nào đến từ kinh thành không đến từ kinh thành tiểu nhị ca cười nói đương nhiên là có rồi ở đây ngày nào cũng có khách từ kinh thành đến vậy đã từng nhìn thấy người này chưa hồ đại lấy một bức tranh từ trong vải bọc ra mở ra đưa cho tiểu nhị xem tiểu nhị nhìn vội vàng nói đã từng nhìn thấy rồi đã từng nhìn thấy rồi cô gái này trông rất xinh đẹp tiểu nhân nhớ rất rõ hôm qua vừa mới rời đi ngươi chắc chắn hồ đại nheo mắt lại đương nhiên là chắc chắn rồi mặc dù chúng tôi ở đây có rất nhiều khách lui tới nhưng một cô gái xinh đẹp như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi cùng nàng ấy còn có một cô nương mặc đồ màu xanh lá và bảy tám người đàn ông đều ăn mặc như thế nào hồ đại kéo hắn ta đi xa hơn mộ dung khanh ở trong phòng cúi thấp đầu giống như không nghe thấy bên ngoài nói gì nhưng thực ra, nếu như không phải thính lực của hắn lợi hại, thì cũng không thể nghe thấy được, ít nhất thất hoàng tử và những người khác đều không nghe thấy. Mộ Dung Khanh biết Hồ Đại đang nghe ngóng tin tức về Thương Mai, bởi vì hắn đã từng vô tình nhìn thấy bức tranh trong bọc vải của Hồ Đại, chính là Thương Mai. Theo cách làm việc của bọn họ, chỉ khống chế được hắn nhất định sẽ không an tâm, nếu như có thể nắm chặt mình trong tay sẽ không sợ hắn không theo. Nếu như nói hôm qua Thương Mai vừa mới rời đi, chứng minh phán đoán của mình không sai, lão bát cũng đi đường thủy đến Nam Quốc. Theo lộ trình, bây giờ còn cách Nam Quốc 7,8 ngày nữa, cái này xa hơn một nửa so với đi đường bộ. Lão bát nhất định sẽ đi từ từ, vì vậy, nếu như bọn họ nhanh hơn một chút, có lẽ ngày kia có thể đuổi kịp, nếu như hắn có thể thoát thân, sẽ nhanh hơn một chút. Tối nay, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì, bởi vì, qua đêm nay có lẽ là có thể giải độc. Nhưng, sau khi ăn cơm xong, thất hoàng tử lại bưng một bát nước đi vào cười nói hoàng thúc đến lúc uống thuốc rồi mộ dung khanh vừa uống thuốc không lâu vì vậy đây chắc chắn không phải là thuốc để trị bệnh cho hắn hắn nhìn bát nước không màu kia thuốc có lẽ là thuốc độc thất hoàng tử cười nói điệt nhi biết nội công của hoàng thúc cao cường độc hạ lúc trước có lẽ đã giải được một chút một để bảo đảm vẫn mong hoàng thúc uống thêm một chút nữa yên tâm phân lượng điệt nhi đã nắm chắc sẽ không làm hại đến tính mạng của hoàng thúc mộ đinh khanh nhận lấy vận nội công để xung đột một chút còn có chút cản trở nhưng nếu như thuốc này hạ không nặng có thể uống trước một giây sau dùng nội công ép ra ngoài có lẽ không có trở ngại gì nghĩ đến đây hắn nở một nụ cười lãnh đạm nếu như ngươi đã không yên tâm vậy bổn vương sẽ uống hoàng thúc thật ngoan như vậy sẽ không phải chịu khổ thất hoàng tử nghịch con dao ở trong tay cười vô cùng ngây thơ Mộ Dung Khanh vô cùng tức giận với giọng điệu lúc nói chuyện của hắn ta, nhưng trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn một hơi uống hết, lại dựa vào nội công để không cho nọc độc vận hành. Vậy người đi ra đi, bổn vương muốn nghỉ ngơi. Mộ Dung Khanh đưa bát cho hắn ta, lạnh lùng nói. Thất hoàng tử cười, được, không làm phiền hoàng thúc nghỉ ngơi nữa. Hắn ta nhận lấy bát rời đi, hơn nữa còn tiện tay đóng cửa lại mộ dung khanh nghe thấy hắn căn dặn những người bên ngoài trông chừng cho tốt vâng những người bên ngoài cửa trả lời ít nhất có ba người mộ dung khanh ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt lại phòng của thất hoàng tử ở bên cạnh phòng của mộ dung khanh cách âm không được tốt có thể nghe thấy hắn đang nói chuyện với hồ đại về nội dung cuộc nói chuyện có một số chỗ không nghe rõ mộ dung khanh cũng không cẩn thận nghe bọn họ nói chuyện chỉ quan tâm đến chuyện vận công giải độc vết thương từ đầu đến cuối vẫn là một trở ngại, vận công vài độ, ép đến mức vết thương gần như nứt ra, hắn cũng không dám nóng vội, đầu tiên nôn hết ra chất độc vừa mới uống ra, còn lại sẽ dựa vào nội công từ từ ép ra ngoài. Trong phòng của thất hoàng tử có người canh giữ, thời tiết có chút lạnh, đi đường mấy ngày liền, mấy người hầu đi theo bảo vệ cũng có chút mệt mỏi, nên chợp mắt một lúc. Đột nhiên, một trận gió từ cửa sổ thổi vào, thổi tắt tất cả những ngọn đèn dầu, tùy tùng cảnh giác tỉnh lại, thấy trước mắt tối đen, đầu lại đau nhức, hắn ta bực bội hừ một tiếng. Thất hoàng tử đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt lớn với nụ cười của ống ở trên đầu hắn ta, hắn ta giật mình, mở miệng định hét lên, nhưng một nắm đấm lạnh lùng đột nhiên đánh vào đầu hắn ta, hắn ta ngất đi. Đến lúc hắn tỉnh lại, đã ở trong đại lao ở Triệu Châu. Hắn ta được ông chủ tôn, một người giàu có ở Triệu Châu đưa đến, Nói là mấy tên trộm nhỏ này đột nhập vào trong nhà ông ta trộm đồ, bị hiệp sĩ qua đường đánh ngất trên mặt đất, mà trên người bọn họ quả nhiên có rất nhiều vàng bạc châu báu bị ăn cắp. Một tên trong đó còn xuất hiện trên giường của một tiểu thê của Phú Hào, quần áo không nghiêm chỉnh, ngủ rất ngon. Hơn nữa, mấy người này đều bị cắt cuống lưỡi, cũng có nghĩa là không thể nói chuyện. Chương 798, hủy cái thai của nàng ta. Bổ Đầu làm án nhiều năm, đương nhiên biết trong chuyện này có nội tình lúc định điều tra thì lại nhận được một lá thư. Hắn ta nhìn phong thư này không có bất kỳ con dấu nào nói đây là thư của nhiếp chính vương, trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại, là thật. Hay là giả? Bổ đầu và chi phủ thương lượng rất lâu, lại gọi sư ra đến, nghiên cứu một đêm, cuối cùng đã ra một quyết định. Xem những người này như những tên trộm vật để xét xử, bởi vì quả thực là bắt được người và tang vật, quả thật có nỗi khổ mà không nói được, sau này cho dù biết được phong thư này không phải do nhiếp chính vương viết, cũng có lý, nhưng nếu thật sự là nhiếp chính vương viết, vậy thì có thể lập được đại công rồi. Bổ đầu làm theo những lời giao phó trong thư, đều dùng hình phạt với mấy người này, còn về đứa bé 8 tuổi kia, mặc dù không dùng hình phạt nhưng cũng bỏ đói hai ngày mới cho uống một chút nước. Sau đó, không ngừng đưa ra xét hỏi, muốn ép bọn họ nhận tội. Thất hoàng tử mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra được mộ dung khanh chạy trốn bằng cách nào, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, hơn nữa còn bị trúng độc không thể vận công, độc này sẽ không vô cớ mà được giải. Sau đó, hồ đại EA, khoa tay múa chân, hắn ta mới biết, mộ dung khanh thật sự có năng lực tự giải độc, người này nội công vô cùng cao. Hơn nữa, thương mai bị đưa đi, sau khi đi qua Loan Châu thì đi đường Thủy, sau đó thuê phòng ở lại Triệu Châu, tiếp tục đi theo đường Thủy. Nhưng cô lại trở nên vô cùng lề mề, lúc muốn ăn cái này, một lúc lại muốn ăn cái gì, một lúc sau lại ghét bỏ quần áo không đẹp, muốn đi mua đồ, đặc biệt lúc ở Triệu Châu, đi qua đường lớn ngõ nhỏ, náo loạn không ăn được nhiều đồ ăn vặt, hơn nữa mỗi lần ăn rất nhiều, đến nỗi mấy người bán hồ lô đều có ấn tượng rất sâu đậm về cô. Nam Hoài Vương vẫn luôn nhẫn nhịn cô, bởi vì biết không có ai có thể đuổi theo đến đây, theo hắn ta Việc Hạ Thương Mai kéo dài thời gian và cố tình để lại manh mối chỉ là hành động của tên hề. Lúc lên thuyền ở Triệu Châu, cô không cẩn thận đã đẩy Lục Y xuống nước, khiến những người ở bến đò cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Trên đường đi, thực ra hắn ta biết mình đã cùng đường, bởi vì hắn hỏi Thương Khâu mấy lần liên quan đến chuyện đế tinh của mình, nhưng Thương Khâu đều trầm mặc không nói gì. Hắn ta đã chuẩn bị tâm lý, nếu như thật sự phải chết, cũng sẽ giết chết toàn bộ những người đáng bị chết sau khi thương mai lên thuyền, rõ ràng an phận hơn rất nhiều, không còn ồn ào như ở trên bờ. Nam Hoài Vương không thiếu tiền, chiếc thuyền được thuê là một chiếc du thuyền cho những người giàu có đi du lịch, rất tinh tế, cũng vô cùng xa hoa. Nhưng, không biết có phải lúc ở trên bờ ăn quá nhiều, ăn quá linh tinh hay không, sau khi lên thuyền bụng vô cùng khó chịu, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tượng nộn ngén, từ lúc lên thuyền, nôn thốc nôn tháo. Hơn nữa, cũng bắt đầu không ăn được nữa, những món ăn mà nhà thuyền làm hầu hết là cá, nhưng chỉ cần gửi thấy mùi cá là cảm thấy buồn nôn. Nhà thuyền là một cặp vợ chồng, còn có hai người chèo thuyền, cứ nghĩ chồng của Hạ Thương Mai là Nam Hoài Vương, mấy ngày nay thấy Hạ Thương Mai nôn rất lợi hại, nhà thuyền liền nói với Nam Hoài Vương, ra, ja, hay là đến bến đỏ ở Mộ Châu lên bờ lấy cho phu nhân ít thuốc, thấy nàng ấy thực sự rất khó chịu. Nam Hoài Vương đứng ở mạn thuyền, thờ ơ quay đầu lại nhìn Thương Mai đang nôn rất dữ dội, không cần đâu, Tiếp tục đi, đi chậm một chút là được rồi." Nhà thuyền thở dài nói, tiểu nhân đã từng gặp rất nhiều người bị say sóng, nhưng chưa từng thấy ai khó chịu như phu nhân, nếu ra tin tưởng tiểu nhân, ở chỗ tiểu nhân có chỗ thuốc say sóng, có thể đưa cho phu nhân. "Không cần đâu." Giọng điệu của Nam Hoài Vương rất lạnh lùng, tâm trạng của hắn ta không tốt, nếu như thương mai cũng không thoải mái, hắn ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhà thuyền sững sờ, thấy sắc mặt của hắn ta dường như không được vui cũng không dám nói nữa, hắn ta làm ăn bao nhiêu năm, không phải là người chưa từng gặp chuyện, vì vậy, cảm thấy vị khách lần này có chút kỳ lạ. Thương Mai không ngờ tình trạng nôn ngén của mình lại nghiêm trọng như vậy, hơn nữa đột nhiên ập đến, không hề báo trước. Lục Y nhắm mắt làm ngơ trước sự đau khổ của cô, ngược lại có chút chán ghét, bởi vì cô nôn bẩn quần áo, nàng ta lại phải giúp đỡ thu dọn, vương ra không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận nàng ta. Nhà thuyền cũng không được. Người đủ chưa? thấy hạ thương mai lại nôn, nàng ta thực sự không kiềm chế được, bước lên hỏi. Thương mai đau bụng, nôn đến mức ruột gan cồn cào, sao có thể quan tâm đến sự tức giận của lục y chứ? Cô mềm nhũn ở trên sàn tàu, cố gắng kiềm chế những cơn buồn nôn và đau đớn. Thương khâu đi qua liếc nhìn, cao mày nói, lục y, giúp phu nhân thu dọn đi. Trước mặt người khác bọn họ gọi thương mai là phu nhân, mà không dám gọi vương phi. Lục y biết nàng ta phải dọn dẹp, mặc dù tức giận nhưng cũng không dám nổi giận với thương khâu sau đó đi lấy một chiếc khăn giặt qua sau đó giúp cô lau mặt nàng ta dùng lực rất lớn dường như muốn lau đi một lớp da trên mặt thương mai thương mai đau đớn nắm chặt lấy cổ tay của nàng ta móng tay tạo thành một vài đường máu trên tay của nàng ta lục y tức giận tát cô một cái đánh đến mức thương mai gần như ngất đi lục y thương khâu lên tiếng ngân cản vẻ mặt rất không vui lục y vẫn bưng mặt nói tiên sinh trên đường đi nàng ta cứ nôn như vậy cũng không phải là cách, hay là hủy đứa nhỏ trong bụng ả à ta đi. Thương khâu sừng sốt, người đang nói linh tinh cái gì thế? Lục y nhìn Nam Hoài Vương đang đứng trên mạn thuyền, Nam Hoài Vương cũng liếc qua, Lục y giống như nhận được ám hiệu, nói, dù sao bây giờ cũng là binh khí gặp nhau, làm người tốt như vậy làm gì? Hơn nữa nếu như trên đường đi ả à ta cứ nôn như thế này ngược lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cũng không bất lợi cho chúng ta. Thương Khâu nhìn Nam Hoài Vương, trong lòng biết đây là ý của hắn ta, hắn ta vô cùng hận mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, suy nghĩ này sợ là đã có từ khi lên đường. Chỉ là, hắn ta thà nói với Lục Y cũng không nói với hắn ta, chứng minh hắn ta đã nhận định bản thân muốn phải bội lại hắn. Có lẽ bọn họ cũng có kế hoạch khác, chỉ là không nói cho hắn ta biết. Hắn ta lạnh lùng nhìn Hạ Thương Mai đang cuộn tròn lại, trước đó cô vẫn luôn rất có tinh thần, hai ngày nay đột nhiên trở thành như vậy sợ là lục y đã âm thầm động chân động tay với cô hơn nữa lúc trước lục y không xem là cung kính với hạ thương mai nhưng lúc hầu hạ cũng rất tận tâm thái độ trước và sau quá khác biệt không thể không có nguyên nhân lục y nói tiên sinh chủ nhân của ngài là vương gia thương khâu quay người lại đúng vương gia quyết định làm như thế nào thì cứ làm như vậy đi tại hạ không nên hỏi hắn ta đi mấy bước đột nhiên lại quay người đi thẳng về phía nam hoài vương chắp tay nói, vương gia, nếu như không làm hại đến hạ thương mai, còn có đường lui. Đôi mắt nam hoài vương ngưng tụ lại một tia hàn ý, vô cùng sâu, bổn vương thả chết cũng không cần đường lui. Vương gia, giữ lại núi xanh không lo không có củi. Tiên sinh, suy nghĩ không giống nhau thì không có cách nào thảo luận, lần này tiên sinh giúp ta lấy lại Nam Quốc, sau này tiên sinh cứ sống những ngày tháng tiêu diêu tự tại của mình đi. Nam Hoài Vương hờ hững nói. Đôi mắt khâu thương tĩnh lặng, chắp tay nói, tại hạ mong vương gia có thể thành công. Câu nói này cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo, bởi vì trong lòng hắn ta có lẽ đã có dự đoán. Chỉ là hắn không thể để vương gia hại hạ Thương Mai. Bởi vì, nếu như Hạ Thương Mai thật sự xảy ra chuyện gì, Mộ Dung Khanh sẽ không chút niệm tình, chết không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là sống không bằng chết, vương gia lại cho là điều tồi tệ nhất chẳng qua là cái chết, mà không biết có những lúc chết mới là điều hạnh phúc. Chương 799, thái độ của Thương Khâu. Thương Mai bị ném vào một phòng tối trong thuyền, nôn ra một bãi, lại bị Lục Y tát một cái, cô lại tỉnh táo lại một chút. Cô đứng lên, bốn phương đều đen kịt, thái độ của Lục Y đối với cô thay đổi, làm cô hiểu rõ thái độ của Nam Hoài Vương. Vừa rồi lời nói của Lục Y và Thương Khâu, cô đều nghe được. Trước đó còn muốn ra tay từ phía Lục Y này, bởi vì biết Thương Khâu vô cùng trung thành với Nam Hoài Vương bên hắn ta không tiện ra tay, lại không ngờ rằng thương khâu lại nói chuyện cho cô. Sau khi cô nôn ra, bụng đói kêu vang, mặc dù không ăn vào được gì, nhưng dạ dày lại vô cùng rỗng. Cô bằng cảm giác bò đến cửa, dùng sức gõ cửa thả ta ra ngoài. Nghe thấy có tiếng bước chân trần chờ, nhưng mà, cuối cùng không ai mở cửa. Cô chán nản dựa vào cửa, biết những bước chân đó là của thuyền viên, nhưng mà, bọn họ sẽ không mở cửa. Nam Quốc là vùng đất giàu có và đông đúc, Nam Hoài Vương tự mình cũng có mấy con thuyền, thậm chí còn có hai chiến thuyền, nhưng mà, hôm nay hắn ta lại chỉ có thể sám xịt mà thuê thuyền của người khác, có lẽ, hắn ta rất rõ ràng thế cục Nam Quốc bây giờ. Nam Quốc bây giờ có một vị Nam Hoài Vương, hắn ta muốn đoạt lại Nam Quốc, nhất định phải trở về chỉ rõ vị Nam Hoài Vương giả kia. Hơn nữa, sau khi hắn ta quay về, tướng lĩnh của hắn ta sẽ lập tức phân biệt được thật giả. Nhưng mà, điều kiện tiên quyết là hắn ta phải đợi toàn bộ truy binh đi khỏi mới có thể lên bờ bởi vậy cô vẫn phải ở trên thuyền này chịu khổ thêm mấy ngày cô mê man ngủ đi khi tỉnh lại mới phát hiện là thuyền ngừng lại có người đến kéo cô đi cô mới miễn cưỡng mở mắt ra là lục y với vẻ không kiên nhẫn nàng ta nói nếu như ngươi có thể đi thì không cần phải chịu tội thương mai miễn cưỡng đứng lên đến rồi cô ngủ rất lâu sau có bão táp phải lên bờ tránh gió. Lục y kéo cô lại, đi vững một chút, rất xuống nước, không ai cứu ngươi. Thương mai bị nàng ta bắt ra khỏi khoang thuyền, đứng ở trên mạn tàu cảm nhận gió thổi mạnh đến mức gần như không đứng vững. Cô lảo đảo một cái, lục y đột nhiên buông cô ta, cô trực tiếp té xuống sàn, lục y ác ý nở nụ cười, vô dụng. Thương mai dập đầu vào một miếng sắt lá trên mạn tàu, chán dịn ra máu tươi, cô lau bừa một cái, thấy thương khâu đi đến, nhàn nhạt nói với Lục Y, người đi giúp người khác, ta mang nàng ta đi. Lục Y cười lạnh một tiếng, hôm nay tiên sinh thế mà lại biết thương hương tiếc ngọc. Nói xong, hừ một tiếng rời đi. Thương khâu đỡ thương mai, phu nhân vẫn ổn chứ. Không chết được, thương mai vừa lau máu trên chán, bên tai hình như nghe thấy chút tiếng gió, tiếng gió so với vừa nãy lớn hơn, hơn nữa, có vẻ có chút không bình thường, như là tiếng gió do cái gì đó đang bay tạo nên thật xin lỗi, thương khâu đột nhiên nói. Thương mai miến cưỡng đứng vững nhìn hắn ta, chỉ vì chủ của mình. Thương khâu đỡ cô đi, một lát sau, mới nói, lục y đối với ngươi như vậy, là có quan hệ với tại hạ. Hả, thương mai khó hiểu. Tại hạ nói chuyện vì phu nhân, nàng ta cho rằng tại hạ đào ngũ. Thương mai không lên tiếng, cô cũng không nhận ra thương khâu sẽ đào ngũ, sợ là nhìn thấy nam hoài vương chui vào ngõ cụt nàng ta có chút tình cảm không nói rõ được với tại hạ thương khâu vẫn luôn giải thích cho lục y cho nên phu nhân không nên trách nàng ta ta trách nàng ta thì thế nào như ta bây giờ bọn họ không giận lây sang ta là đã tốt lắm rồi tóc thương mai bị gió thổi vô cùng loạn máu trên chán vẫn đang chảy xuống cực kỳ choáng váng tiếng gió này vẫn liên tục không biết là gì hoặc là ảo giác của cô nếu phu nhân có thể đào thoát cầu phu nhân tha cho lục y thương khâu thành khẩn nói cơ thể thương mai chứng lại đang muốn hỏi thăm lại thấy nam hoài vương bước nhanh đến cô dừng lời đang nói lại nhìn nam hoài vương nam hoài vương nhìn cô nói chúng ta tránh lên bờ hai ngày nếu như thất tổ phối hợp sẽ không phải chịu khổ nữa hắn ta là thấy phiền thương mai càn quấy như lúc trước ở triệu châu vậy bởi vì tạm thời tránh gió ở đây ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều con thuyền qua lại những người này vào Nam ra Bắc, chưa chắc đã không có người của giả Vương hoặc là người của mộ Dung Khanh. Thương Mai nhìn khuôn mặt có độ tương tự với lão thất rất cao, nói ta có thể không phối hợp sao? Nam Hoài Vương lạnh lùng thốt lên, trước tiểu nhân, sau quân tử. Nói xong, phất tay áo bỏ đi. Thương Khâu do dự một chút, muốn gọi hắn ta lại, cuối cùng lại không nói gì, chỉ là đỡ Thương Mai xuống thuyền. Bởi vì gió này quỷ dị, lại mạnh, cho nên rất nhiều đội thuyền đều về cảng tránh gió. Nơi này là Thanh Châu, mặc dù Thanh Châu là nơi giàu có và đông đúc, nhưng mà, diện tích rất nhỏ, khách sạn cũng không nhiều, miễn cưỡng tìm được một nhà nghỉ khá cũ nát, cũng chỉ còn có ba phòng. Các tùy tùng chỉ có thể sắp xếp trong sảnh lớn ghép giường, thương mai và lục y một phòng, nam hoài vương một phòng, thương khâu cùng với mấy thị vệ võ công cao cường một phòng. Sau khi lên bờ, thương mai cảm giác ổn hơn. Thương khâu mang một ít thuốc trị thương đến, cầm máu chữa thương cho cô lục y đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt rất không kiên nhẫn thương thế của phu nhân không còn gì đáng ngại chỉ là đừng dính nước là được rồi thương khâu dặn dò nói làm phiền tiên sinh thương mai nói tiện tay mà thôi thương khâu quay về phía lục y nói người đi lấy nước ấm đến đây giúp phu nhân rửa mặt một chút chú ý miệng vết thương không nên chạm nước tiểu nhị không đủ vì vậy khách nhiều khi cũng phải tự mình làm việc Lục Y liếc nhìn Thương Mai, mặt không đổi sắc xoay người ra ngoài. Thương Khâu quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhanh chóng nói: "Phương Phi, chốc nữa Lục Y đưa thuốc đến cho ngươi, ngươi ngàn vạn không được uống, đó là thuốc phá thai." Thương Mai trầm xuống, lão bát thật sự cho rằng hắn ta có thể đoạt lại Nam Quốc. Ngài ấy cho rằng, xấu nhất cũng chỉ là chết. Đúng vậy, xấu nhất cũng chỉ là chết, hắn vốn định sau khi thua rồi, tự đoạn hoặc bị người giết chết, tốt xấu cũng có đệm lưng. Hắn ta chết rồi, lão thất cũng phải chết, kỳ thật ý nghĩ này của hắn ta là kết luận lão thất sẽ không giết hắn ta. Nói không ai sợ chết, nhưng thật ra vẫn sợ. Ngươi cảm thấy, Lục Y muốn rót thuốc phá thai cho ta, ta có thể phản kháng sao? Thương Mai châm chọc nói, bây giờ cô ngay cả sức đi đường cũng không có, phản kháng thế nào? Thương Khâu ý vị thâm trường nói, có thể, đến lúc đó là được. Thương Mai khẽ giật mình, nhìn hắn ta thương khâu không nói gì, chỉ mang khăn mặt dính máu của cô ra ngoài. Sau một lúc lâu, lục y mang nước đến, lại một chậu nước lạnh như băng, nàng ta cầm lấy khăn mặt, cũng không vắt nước, trực tiếp lau mặt thương mai, nước lạnh như băng rơi vào trong miệng vết thương trên trán của thương mai, có sự đau đớn bén nhọn. Thương mai nắm chặt tay, lặng yên nhịn xuống. Lục y đặt khăn mặt vào trong chậu nước, lạnh lùng nói, người không nên chiêu chọc tiên sinh. Nói xong, bưng nước rời đi. Thương Mai bước xuống giường, đẩy ra cửa sổ nhìn bầu trời bao la bên bờ, gió lớn sắp đột kích, người trong ngõ nhỏ nhanh chóng bước qua, ồn ào. Đây là lầu 2, nhảy xuống nhất định không được, bây giờ cô đang mang thai, nhảy xuống thì đứa bé này cũng mất. Trong phòng không có dây thừng, hoàn toàn không có cách nào trèo xuống dưới. Ban ngày cũng không phải nói, Nam Hoài Vương nhất định cho người nhìn chằm chằm, cô dù có thể ra khỏi căn phòng này, cũng không thể đi xuống được. Thương khâu mang cơm đi vào, nói, phu nhân, ăn trước gì đi, ăn không vào cũng cố một chút. Hắn ta đi qua, đỡ thương mai, tay của hắn ta, có chút khác thường, có ý đưa vào trong tay áo của thương mai. Thương mai khẽ giật mình, rồi nhanh chóng nhìn về phía cửa ra vào, lục y đang đi đến, cô vội vã đẩy thương khâu ra, hai tay đưa vào trong tay áo, tự tôi làm. chương 800, hắn đến đây. Thương khâu lướt nhìn lục y, nói, người hầu hạ phu nhân một chút. Lục y thản nhiên nói, người lớn như vậy, còn phải hầu hạ sao? Tất cả mọi người đều đi ra ngoài, không cần phải yếu ớt như vậy, ngược lại là tiên sinh, nam nữ có khác, người cứ đi vào mãi cũng là không nên, sau này những chuyện nhỏ nhặt này, ta làm là được rồi. Thương khâu thần thờ nói, được rồi. Nói xong, hắn ta ra ngoài. Lục y nhìn chầm chầm vào thương mai, tức giận nói, người rốt cuộc cho hắn ta thuốc mê gì. Hắn ta vẫn luôn trung thành và tận tâm với vương gia, cũng bởi vì ngươi, hắn đã làm loạn với vương gia mấy lần. Mặc dù thương mai không có sức nói với nàng ta, nhưng mà nhịn không được nói hai câu, ngươi cảm thấy, với trí thông minh của thương khâu, ta có thể chuốc thuốc mê cho hắn ta sao? Hắn ta là thấy vương gia các ngươi đi vào đường cùng, muốn kéo quay đầu lại, mới có thể bảo các ngươi không nên tổn thương ta. Dù sao, bọn họ cũng đã hạ quyết tâm, muốn giết chết con của cô, hôm nay cũng không cần phải cố kỵ gì nữa, phóng tay một lần, Lục y đánh một cái tát đến, thương mai nắm lấy cổ tay nàng ta, hung dữ nói, ngươi thử xem. Lục y không ngờ cô đột nhiên lại cứng như vậy, gương mặt nén giận, ta cho dù giết ngươi, vương gia cũng sẽ không nói gì. Thương mai cười lạnh, trừ phi ngươi hy vọng vương gia của ngươi chết. Thương mai buông tay ả ra, vẻ mặt có mấy phần lạnh lùng, lại đưa tay vào trong tay áo, vẫn lạnh lùng nhìn chầm chầm vào lục y. Lục y thấy cô không tin, lại giơ tay muốn đánh tới, chỉ là cổ tay đột nhiên có chút đau đớn tay vô lực rũ xuống lục y hoảng hốt vén tay áo lên nhìn cổ tay nhưng không biết khi nào thì vị trí cổ tay lại nhiều hơn mấy chấm đỏ như là bị kim đâm vậy hạ thương mai lục y cả giận nói nếu như ngươi không muốn chết tốt nhất không nên hao phí nội lực thương mai ngồi xuống chậm rãi ăn cơm sau khi lên thuyền hình như chưa từng thử qua mặc dù vẫn còn chút buồn nôn nhưng mà cô cũng có thể miễn cưỡng ăn mấy miếng, nếu thật sự muốn chạy trốn, tối thiểu cũng phải có sức. Lục y nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, ngạc nhiên không thôi, người muốn gạt ta. Người vận khí thì biết ta nói thật hay giả, thương mai cũng không ngẩng đầu lên. Lục y hít sâu một hơi, vận khí quay một vòng, quả nhiên cảm thấy ngực bị đè nén không thôi, còn mang theo chút đau đớn. Người đã làm gì ta? Lục y cả giận nói. Phong bế lại tử huyệt của ngươi, sau 12 canh giờ ngươi sẽ không có việc gì, nhưng mà trong 12 canh giờ này nếu như ngươi muốn động thủ với ta, sẽ mất mạng tại chỗ. Thương Mai thản nhiên nói. Lục y giận quá hóa cười, được, ngươi chờ đi, 12 canh giờ sau, sẽ là giờ chết của ngươi. Nàng ta quét mắt nhìn qua mấy món thương mai ăn, thở phì phò ra khói. Thương mai hơi nhíu mày lại, kỳ thật, cũng không phong bế huyệt vị nào của nàng ta, chẳng qua là châm một châm ở vị trí tim nơi cổ tay nàng ta, vận khí có chút khó khăn, nhưng mà một lúc sau thì không sao cả. Vừa rồi thương khâu mang bao châm của cô về, nhưng mà, châm không dùng tốt như sợi dây sẹo, nếu như có thể đòi lại sợi dây sẹo, cô có thể chạy đi. Nếu như thương khâu giúp cô, sao lại không trả lại cả sợi dây sẹo? Hay là nói, sợi dây sẹo hoàn toàn không mang đến. Bị bọn họ ném đi hoặc thiêu rồi. Sợi dây sẹo đã nhận chủ, từ lúc A xà cô cô cho cô, trừ lão thất ra, gần như không ai có thể động vào, cho nên Nam Hoài Vương dù có lấy được sợi dây sẹo, cũng vô dụng. Ai, thật hy vọng sợi dây sẹo có linh hồn, mặc dù nghĩ như vậy không khoa học, nhưng cô xuyên qua vốn đã không khoa học. Nếu như có thể tìm được sợi dây sẹo, tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết. Cô nhìn thức ăn rơi vãi trên đất, có hơn nửa chén tương vàng còn chưa bẩn, ở trong chén vỡ, lại cầm lên ăn. Hôm nay chỉ nuốt trôi chút rau dưa và trái cây này thôi lúc tối muộn lục y lấy ra một bộ xiêm y cho cô trực tiếp ném xuống đất sau đó bảo cô đi theo tắm rửa nhà nghỉ này khá là đơn sơ phòng cũng không có phòng tắm chỉ có thể đến phòng tắm công cộng bên cạnh bếp tắm rửa cả người thương mai cũng bẩn trước đó nôn mấy lần ít nhiều gì cũng dính vào trên quần áo quả thật cũng muốn tắm cho sạch sẽ cô ôm xiêm y xuống lầu lục y ở đằng sau nhắm mắt đi theo lúc xuống lầu gặp người hầu của nam hoài vương hắn ta nói với lục y thuốc đã mang về người tự mình đi lấy tâm thương mai trầm xuống chỉ làm như không nghe thấy là thuốc gì cô đại khái có thể đoán được trên thuyền này không có thuốc phá thai lên bờ rồi nhất định sẽ ra tay với đứa bé trong bụng cô lục y nhận thuốc ác ý nhìn cô cười cười rồi đi xuống thương mai đi thẳng xuống cả người run rẩy phẫn nộ cũng là sợ hãi phía sau cô có hai người hầu đi theo tiểu nhị chuẩn bị nước cho cô, người hầu nhìn chằm chằm cô vào phòng tắm, sau đó mới xoay người ra cửa đợi cô. Phòng tắm chỉ có mấy gian, đều là núi liền, dùng tấm ván gỗ đơn giản ngăn lại, cách âm rất kém, cách vách truyền đến tiếng nước, còn có người đang thấp giọng hát. Thương Mai cởi xiêm y ra, đang muốn tắm rửa, đột nhiên cửa lại mở ra, có người nhanh chóng vọt vào, cô còn chưa nhìn thấy rõ, người nọ đã bụng miệng cô lại, bên tai, truyền đến giọng nói quen thuộc, là ta thương mai chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng gần như là mình đang nằm mơ người nọ chậm rãi buông tay ra lộ ra khuôn mặt loang lỗ vết thương là hắn thật sự là hắn nước mắt lập tức dâng lên đáy mắt cô che miệng gần như muốn khóc lên mộ dung khanh hạ giọng nói không cần lo lắng ta ở ngay bên cạnh phòng nàng giờ tí đêm nay ta đến cứu nàng thương mai biết bên ngoài có người nhìn lập tức đè nén kích động trong lòng xuống vội vàng gật đầu được Người đi ra ngoài trước đi, cẩn thận đừng để người nhìn thấy ngươi. Mặc dù người nam Hoài Vương mang đến đây không nhiều, nhưng những cao thủ đứng đầu đều đủ cả, nếu như để bọn họ nhìn thấy lão thất, sợ là hai người bọn họ cũng trốn không thoát. Được, chờ ta, Mộ Dung Khanh ôm lấy mặt cô, từng câu từng chữ nói, nàng chịu khổ như vậy, ta phải trả lại cho hắn ngàn vạn lần. Nước mắt thương mai không có trí khí rơi xuống, cô thật là nằm mơ cũng không ngờ lão thất sẽ truy đến đây mộ dung khanh nhanh chóng đi ra ngoài thương mai từ trong khe cửa nhìn thấy hắn ôm siêm y cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài người hầu đứng ở cửa ra vào cho nên không nhìn kỹ trong lòng kích động đến vội vàng cơ thể của cô không ngăn được run rẩy chỉ là lại không khỏi lo lắng lão thất hẳn là bị thương rồi nói cách khác không thể chờ giờ tí buổi tối mới động thủ hiện tại hắn cũng có thể mang cô đi thương thế của hắn nghiêm trọng không tắm rửa xong đi ra ngoài hai người hầu theo cô lên lầu thương mai lúc đi qua phòng cách vách hơi dừng lại một chút rồi lại cất bước đi qua vào phòng cô cất xiêm y bẩn đi cửa mặc dù đóng lại nhưng mà có thể nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa trông coi cô đều là cao thủ đứng đầu đào thoát thế nào cô ngồi trước bàn trang điểm trong lòng hỗn loạn lau miệng vết thương bất chợt dùng sức miệng vết thương lại dịn máu ra cô cúi đầu chóng mặt một chút lại giống như nghe thấy cái gì đang bay, lắc đầu, âm thanh kia vẫn không dừng lại. Gió này lại càng lúc càng lớn. Thương Mai nói xong nhìn ra phía cửa sổ, định thần lại, lúc quay lại, lại nhìn thấy bên dưới có hai người đang đứng. Nam Hoài Vương lại phòng cô đến thế sao? Ngay cả dưới lầu cũng phải có người trông giữ, thật sự sợ cô không muốn sống nhảy từ cửa sổ xuống sao? Chương 801: Thuốc phá thai. Cô không thể đợi tới giờ tí được vì lát nữa lục y sẽ mang thuốc tới đây, dù lúc trước vì kim châm nên lục y không dám dùng sức với cô, nhưng hai người đang ở trước cửa kia không phải ngọn đèn cạn dầu. Thương Mai lòng nóng như lửa đốt, lúc nãy cô chỉ quan tâm đến việc bảo hắn mau đi đi, nên quên nói chuyện này. Cô đưa tay khẽ ấn bụng mình, trong lòng càng yêu sầu hơn, cho dù cô phải liều mạng, cũng không để Nam Hoài Vương dễ dàng thực hiện ý đồ. Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì cửa mở ra, Lục Y bưng thuốc đi vào, theo sau là Nam Hoài Vương. Lục Y đặt thuốc xuống, rồi hành lễ với Nam Hoài Vương, thuộc hạ cáo lui trước. Nam Hoài Vương khẽ gật đầu, nàng ta vừa rời đi, hắn đã ngồi xuống, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Thương Mai. Đây là lần đầu tiên, hắn ta nhìn Thương Mai bằng ánh mắt chán ghét thù hận không hề giấu giếm. Người uống đi, hắn lạnh nhạt nói. Mặt hắn ta khá giống lão thất, nhưng lại thâm trầm ảm đạm hơn, từ lúc quen biết Nam Hoài Vương, Thương Mai chưa từng nhìn thấy hắn ta cười vui vẻ, cô cảm thấy, thật ra hắn ta rất bi ai, cả đời luôn dùng mọi thủ đoạn để theo đuổi thứ không thuộc về mình. Thương Mai giả vờ không biết hỏi, đây là thứ gì? Mặc dù cô kéo dài thời gian cũng vô ích, nhưng cô hy vọng lão thất có thể biết được tình cảnh của cô. Thuốc phá thai, Nam Hoài Vương nói thẳng, người uống xong thì có thể giảm tội. Vương gia cần gì phải ác độc như thế? Thương Mai mỉm cười ngồi xuống, thật ra ta và Vương gia cũng đâu có thù hằn gì. Thế à, Nam Hoài Vương lạnh mặt, chẳng lẽ cái chết của mẫu phi không tính lên đầu ngươi? Người ba lần bảy lượt phá hỏng chuyện tốt của bản Vương, chẳng lẽ đây đều là lỗi lầm vô ý của ngươi? Thương Mai nói, sao ngươi có thể tính cái chết của quý thái phi lên đầu ta? Chuyện này thật oan uổng, nói đến quý thái phi, thì đứa bé trong bụng ta cũng là cháu bà ta, nên bà ta đâu hy vọng ngươi làm như vậy. Cô nói rất lớn, nhưng bên ngoài quá ồn ào, e rằng lão thất đang ở bên cạnh không thể nghe thấy. Mẫu phi cam hận mộ dung khanh như vậy, làm sao hy vọng nhìn thấy con trai hắn ta chào đời. Người đừng giả vờ ra vẻ bí ẩn nữa, ở đây không ai có thể cứu người đâu, người uống đi, rồi con đường kế tiếp sẽ tốt hơn một chút. Thương Mai hỏi, thật ra ta không hiểu, tại sao mẫu phi lại căm hận lão thất? Chẳng lẽ lão thất không phải là nhi tử bà ta à? Nam Hoài Vương nhìn cô, rồi nhíu mày bỗng gọi người vào người mau cử người lục soát xung quanh xem thử có ai khả nghi không còn nữa trông chừng tiên sinh không cho phép hắn ta ra khỏi phòng một bước hắn ta nhìn ra thương mai đang kéo dài thời gian nhưng cô không nên ảo tưởng như thế mới đúng dù gì nơi này cũng chẳng có ai cứu được cô trừ phi cô biết có người nếu vậy thì chỉ có thể là thương khâu mắt thương mai hơi ảm đạm nắm chặt một kim châm trong tay nhìn chằm chằm nam hoài vương cô không biết phó công hắn ta thế nào nhưng nếu cô ra tay thì nhất định phải đâm trúng tử huyệt của hắn ta bằng không cô sẽ chết thảm dưới tay hắn ta cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa mấy căn phòng khác ở bên ngoài trong lòng cô hơi thấp thỏm nhưng vẫn giả vờ nhẹ nhõm nói với nam hoài vương vương gia người thật sự cho rằng mọi thứ vẫn như lúc trước khi người trở về nam quốc à bản vương sẽ cố hết sức thương mai cười nói ta không ngờ nam quốc lại quan trọng với vương gia đến thế lúc trước thấy vương gia dùng mọi thủ đoạn để được ở lại kinh thành, còn tưởng vương gia hoàn toàn xem thường nơi nhỏ bé như nam quốc. con người thật kỳ lạ, trước đây luôn vứt bỏ như chiếc giày rách, nhưng giờ lại dùng trăm phương ngàn kế để giành lấy. mắt nam hoài vương bỗng trở nên ảm đạm, ánh mắt hắn ta vốn đã rất u ám, giờ lại càng đáng sợ hơn. người rất đắc ý. thương mai gượng cười, ta đắc ý điều gì? ta đã là người sắp chết đến nơi rồi, nhưng có những chuyện vẫn luôn không hiểu, nên muốn thỉnh giáo vương gia. Người thì có chuyện gì không hiểu. Nam Hoài Vương cười khẩy, mặt ngày càng u ám. Thương Mai liếc nhìn phía cửa, người hầu vẫn chưa quay lại, nhưng cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên cạnh, đây không phải tiếng lão thất, mà là giọng người nơi khác. Trong lòng cô nhẹ nhõm nói, chẳng hẳn như, ta không hiểu tại sao Vương ra lại thích nhu giao. Nam Hoài Vương bỗng bật dậy, lạnh lùng nói, người đừng nói nhảm nữa, mau uống thuốc đi. Ồ, hóa ra nhu giao là bí mật không thể nói trong lòng vương gia à. Vậy thì thật kỳ lạ, nhu giao từng nhắc vương gia mấy lần với ta đó. Thương Mai giả vờ bình tĩnh nói. Nam Hoài Vương nhìn chằm chằm cô, như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Thương Mai rất bất ngờ với bộ dạng này của hắn ta, cô vốn tưởng rằng hắn ta sẽ nói gì đó với nhu giao, ít nhiều gì cũng có chút hứng thú, nhưng hắn ta không hề có. Như thể nhu giao là sự sỉ nhục trong lòng hắn ta, ngay cả việc nghĩ đến hắn ta cũng không muốn lục y nam hoài vương bỗng hét lên lục y liền đi vào vương ra nếu nàng ta không uống thì ngươi cưỡng ép đổ vào miệng nàng ta cho ta nam hoài vương lạnh lùng căn dặn vâng lục y đi tới mặt đầy lạnh lùng nói hạ thương mai ta khuyên ngươi nên hợp tác một chút thương mai cầm bát thuốc lên nói nếu vương ra muốn ta uống thì ta uống là được cô bưng bát thuốc tới bên miệng rồi đột một buông tay bát thuốc rơi xuống sàn nước thuốc màu đỏ đen bắn tung tóe thấm ướt dày cô mặt nam hoài vương nhất thời trở nên hung tợn hung ác hỏi ta cho ngươi thể diện mà ngươi không biết điều đúng không hắn ta tát cô một cái mặt cô bị đánh nghiêng một bên miệng dỉ máu cô vươn tay lau khóe miệng cảm thấy tai mình lại ù đi ngươi đi lấy bát khác cho ta nam hoài vương sai lục y rồi nắm cổ tay thương mai kéo tới trước mặt đôi mắt như con rắn độc nhìn chằm chằm khuôn mặt cô người tưởng bản vương chỉ chuẩn bị cho ngươi một bát thuốc à nếu ngươi uống bát này thì chí ít có thể giữ lại mạng bằng không đợi bản vương về nam quốc rồi sẽ giết chết ngươi thương mai nắm chặt châm trong tay cười khẩy ngươi có thể giết ta à ngươi dám không nếu ngươi giết ta dù ngươi lẩn trốn ở nam quốc thì lão thất cũng sẽ không tha cho ngươi một khi bản vương đã giết ngươi rồi thì ngươi chỉ là một cỗ thi thể Mộ Dung Khanh sẽ quay về cùng bản vương, nên việc ngươi sống hay chết hoàn toàn không quan trọng. Đáy mắt Nam Hoài Vương nhất thời hiện lên sát ý, bóp cổ thương mai, cô đã nhắm chuẩn thời cơ, giờ hắn ta đang dồn toàn bộ sự chú ý vào mặt và cổ cô. Nên cô nhanh chóng giơ tay lên đâm vào cổ hắn ta. Nhưng cô không đủ sức, nên không thể nào đâm xuyên qua động mạch lớn để tới tử huyệt. Nhưng, cô vừa đâm vào đã biết mình không có đủ sức, nên ra sức sạch động mạch, nếu hắn ta không cấp cứu kịp thời, sẽ mất máu mà chết. Nam Hoài Vương cảm nhận được dòng máu nóng đang bắn tung tóe ra ngoài, nên mắt bùng lên lửa giận như muốn đốt cháy mọi thứ, tát mạnh vào mặt cô, làm Thương Mai bất tỉnh tại chỗ. Chương 802: Trận chiến ác liệt. Lục Y vừa đi ra ngoài bưng thuốc, thấy tình hình bỗng thay đổi nên quay về, khi thấy Thương Mai đâm Nam Hoài Vương bị thương, thì giận dữ, vội lao tới đá Thương Mai đã hôn mê dưới sàn, rồi chạy tới đỡ Nam Hoài Vương vương ra, người chảy máu rồi. Nàng ta thấy cổ Nam Hoài Vương máu bắn tung tóe thì cả kinh. Nam Hoài Vương che cổ mình, nghiến răng nghiến lợi nói, người gọi người vào đây đổ thuốc vào miệng nàng ta trước đi. Lục y hét ra ngoài cửa, người đâu? Thương Mai nhanh chóng tỉnh lại, thấy ai đó đang nắm tóc, bóp miệng cô, thì không kịp nghĩ ngợi, đã nhấc chân lên đạp, rồi bắt đầu vùng vẫy. Nước thuốc nóng hổi vương vãi trên mặt cô, răng cô chạm vào bát xứ, gò má bị bóp đến phát đau, bên tai lại vang lên tiếng giận dữ của ai đó, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn uống hết đi, bằng không, ngươi sẽ càng chết khó chịu hơn. Thương Mai mở mắt ra, khuôn mặt dữ tợn của Lục Y đã xuất hiện ngay trước mắt, cô ra sức tát vào mặt nàng ta, nhưng không tát chúng, mà ngược lại còn bị nàng ta tát lại. Cô cảm thấy chán mình lại dỉ máu, nên vươn tay lau đi, chưa kịp nhìn thử đã bị Lục Y tát tiếp, đồ tiện nhân. Chúng ta đã cho ngươi mặt mũi mà ngươi lại không thèm thương mai choáng váng đầu óc và tai đều vang lên tiếng ong ong đúng lúc này một bóng người bỗng xông vào lục y chưa kịp nhìn rõ là ai đã bị đá bay ra ngoài đập vào vách tường rồi nện xuống sàn thương mai nghe thấy rất rõ tiếng xương sườn vỡ vụn và tiếng hét đau đớn của lục y cả người thương mai được một đôi tay rắn chắc ôm lấy sự ấm áp quen thuộc làm cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn tim cô lại trùng xuống hắn bị thương rồi Nam Hoài Vương thấy mộ dung khanh tới thì ngạc nhiên, rồi khẽ cười, ta thật sự xem thường ngươi rồi, không ngờ ngươi vẫn có thể đuổi theo tới đây. Mộ dung khanh thấy thương mai bị thương, thì đáy mắt bùng lên lửa giận, nhưng không vội ra tay, mà dùng tay lau chán cô, dịu dàng hỏi thương mai, nàng vẫn ổn chứ? Thương mai đã bình tĩnh lại, cố gắng để mình không ngất xỉu ta không sao. Cô chắc chắn ban nãy cô chịu uống giọt thuốc nào. Hắn dìu thương mai ngồi xuống bên cửa sổ, rồi dịu dàng nói, nàng ngồi đây đợi ta. Thương Mai vội gật đầu, thấy nhiều người đang gấp gáp tiến vào, mắt cô lại thoáng qua tia hoảng loạn, nhưng không nói gì, để hắn khỏi nhục trí, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn, chàng phải cẩn thận. Mộ Dung Khanh chỉ có một thanh kiếm gãy, hơn nữa không biết hắn nhặt nó ở chỗ nào, mà lưỡi kiếm cũng không còn. Nam Hoài Vương cười khẩy, các ngươi xông lên hết cho ta, bản vương không cần mạng hắn, mà chỉ cần một cánh tay và một cái chân của hắn thôi. Lúc ở trên bờ, thuyền gia đã nói, cơn bão này tới rất đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước. Giờ bên ngoài sấm chấp vang dội, rồi đùng, một tiếng nổ chiếu sáng cả góc trời. Sau tiếng sét này, gió đã lùa vào thổi tắt nến trong phòng, làm cả căn phòng tối mịt, không ai nhìn thấy ai. Nhưng, cao thủ suốt chiêu chưa từng dùng mắt. Thương Mai chỉ nghe thấy tiếng kiếm lướt qua trong căn phòng, kiếm khí keng keng rất ác liệt, nơi nào có kiếm khí chém đến, thì bàn ghế đều bị chém thành hai. Thương Mai chỉ thấy tim mình đã lên tới cuống họng, vì cô ngửi thấy có mùi máu tanh, nhưng không biết của ai. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng người đang đánh nhau đều biết rất rõ tình thế của mình, rõ ràng Mộ Dung Khanh đang bị động, vì hắn phải bảo vệ Thương Mai ở phía sau, không cho phép bất kỳ người nào tới gần cô, nên dù bản thân hắn có cơ hội né tránh, nhưng mỗi khi nghe thấy kiếm khi tới gần cô, hắn đều bất chấp nguy hiểm, chống đỡ thay cô, cũng vì thế mà bị thương nhẹ mấy lần. Lúc Thương Mai đang hoảng loạn, bỗng có người bóp cổ cô, nhân lúc có tia chấp cô vội nhìn qua đó, không ngờ lại là lục y đã bị mộ dung khanh đá bay. Nàng ta giữ tợn như ác quỷ, bóp cổ thương mai, căm hận nhìn chằm chằm cô, chuyện này đều tại ngươi, nếu không có ngươi, thì tiên sinh sẽ không ruồng bỏ vương ra, vương ra cũng sẽ không đến nỗi xuất chiêu hiểm như vậy. Thương mai bị nàng ta bóp đến mức sắp không thở được, mặt cô đỏ bừng, cổ họng phát ra mấy tiếng ú ớ, lục y tức giận gầm lên, ngươi đi chết đi một tia sáng lạnh lẽo bắn ra từ tay thương mai rồi xẹt qua cổ lục y lục y ngẩn người rồi cổ tuôn máu ra cả người bỗng ngã xuống đè lên người thương mai mùi máu tươi sộc vào mũi thương mai máu của lục y hầu như đều bắn hết lên người cô cô dùng sức đẩy nàng ta ra một tia chớp lại lóe lên đúng lúc mộ dung khanh nhìn qua đó thấy cả người thương mai đều là máu thì sợ đến mức hồn bay phách lạc nhất thời lơ là liền bị nam hoài vương cầm trường kiếm chém vào cánh tay tuy đã vội tránh, nhưng vẫn bị thương. Thương Mai hét lên, không biết cô lấy đâu ra sức lực, mà bỏ tới, dùng hết sức bổ nhào về phía Nam Hoài Vương, làm hắn ta bay ra ngoài. Nhưng bản thân Thương Mai cũng ngã xuống sàn, chán cô lại bị thương, máu tươi tuôn ra, nhưng cô chẳng hề để tâm, mà một tay cầm kim châm tiếp tục nhào về phía Nam Hoài Vương. Cô chỉ muốn kèm cặp Nam Hoài Vương, để mộ dung khanh rút lui an toàn, chứ không quan tâm đến việc sống chết của mình. Nhưng cô đâu phải đối thủ của Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương nhanh chóng bật dậy, mũi kiếm như cung tên bắn lên nóc nhà rồi lại rơi xuống, nhắm ngay bụng Thương Mai. Nếu thanh kiếm này đâm xuống, dù là Thương Mai hay đứa bé trong bụng cô cũng sẽ bỏ mạng. Sấm sét không ngừng giáng xuống bầu trời đêm, chiếu sáng cả căn phòng, Mộ Dung Khanh phân tâm, nhưng vì hắn đã bị thương cộng thêm mấy cao thủ đang bao vây công kích, nên chẳng thể xông tới cứu Thương Mai được, hơn nữa vì phân tâm mà hắn tiếp tục bị đâm hai ba nhát kiếm trong lúc tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng gió nhanh chóng vang lên bên tai lần này cô đã nghe thấy rất rõ là sợi dây sẹo cô hét lên rồi giơ tay lên sợi dây sẹo rơi xuống tay cô ngay nó quấn hai vòng vào cổ tay cô và mấy vòng quanh thân kiếm nam hoài vương thanh kiếm liền đứt thành mấy khúc thanh mai đứng dậy nói với mộ dung khanh lão thất chàng hãy nhận lấy sợi dây sẹo sợi dây sẹo vướng vàng bay về phía mộ dung khanh, hắn vội ném thanh kiếm gãy, rồi nhận lấy sợi dây sẹo, thấy thương mai có thể đứng dậy, hơn nữa còn phá hủy kiếm nam hoài vương, thì biết mặc dù cô bị thương nhưng không nghiêm trọng, nên nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu. Căn phòng chỉ còn lại tiếng sợi dây sẹo va vào thân kiếm, rồi lại chìm trong bóng tối. Cô nghe thấy tiếng có người bay ra ngoài, rồi sợi dây sẹo quấn quanh eo, nhấc bổng cả người cô lên, một cánh tay nhanh chóng ôm lấy cô, rồi bay ra ngoài cửa sổ lúc hai người tiếp đất, trời đổ cơn mưa như chút nước, khắp trời gần như không có một chút ánh sáng. Mộ dung khanh chặt đứt dây cương buộc ngựa, rồi ôm thương mai ngồi lên lưng ngựa, thúc ngựa bỏ chạy. Phía sau không ngừng vang lên tiếng vó ngựa của truy binh, thương mai có thể nghe thấy tiếng giống giận của Nam Hoài Vương ở phía xa xa, mau giết bọn họ cho ta, bản vương không tiếc thứ gì cả, miễn sao giết được bọn họ. Mưa ngày càng nặng hạt, làm mờ mắt cả người và ngựa, nhưng roi ngựa không ngừng đánh xuống, làm ngựa chạy điên cuồng, không xác định được phương hướng, chẳng biết phải chạy đi đâu. Mấy chục đội quân tinh nhuệ đang đuổi theo sát nút. Thương Mai thầm nghi ngờ, lúc Nam Hoài Vương dẫn cô đi, còn chưa tới 10 người, sao giờ lại có nhiều truy binh đến thế? Tất nhiên cô không hề biết, ngoài 10 người cô nhìn thấy, thì còn có mấy chục người theo Nam Hoài Vương tới đây, nhưng bọn họ không đi cùng, mà lại từ tốn đi phía sau, giờ ẩn mình ở đây rồi, tất nhiên phải tập hợp lại chương 803, chạy trốn đến miếu Long Vương. Gió ngày càng lớn, gió lớn kèm mưa to tạt vào mặt, đau không thể tả. Mộ Dung khanh ôm cô vào lòng, để mặt cô vùi vào ngực hắn, còn hắn thì không ngừng thúc ngựa bỏ chạy. Truy binh đã đuổi tới rồi, mộ Dung khanh để thương mai ngồi trên lưng ngựa, còn bản thân thì cầm sợi dây sẹo bay ra ngoài, không biết qua bao lâu, đến khi hắn quay về lưng ngựa, thì trên người đã có thêm mấy vết thương. Bọn họ tiếp tục bỏ chạy, cuối cùng, Truy binh dần dần bị bỏ xa, hai người không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, có lẽ là do cơn mưa lần này quá lớn nên truy binh không thể xác định phương hướng. Cuối cùng Mộ Dung Khanh cũng không trụ nổi, cả người lảo đảo, nắm chặt dây cương, để ngựa chạy chậm lại, rồi bản thân hắn cũng không thể ngồi trên lưng ngựa được nữa mà ngã xuống. Thương Mai cũng ngã xuống cùng hắn, nhưng cô lại đè lên người Mộ Dung Khanh. Cô gấp gáp bò dậy, vỗ nhẹ mặt Mộ Dung Khanh, sốt sắng hỏi: "Lão thất, lão thất!" chàng sao rồi sắc trời tối mịt nên cô chẳng thể nhìn thấy tình trạng vết thương của lão thất thấy hắn không đáp lại cô run dẩy vươn tay kiểm tra hơi thở của hắn hắn vẫn còn thở nhưng lúc cô bắt mạch thì mạch đập rất yếu tim thương mai nhất thời ngừng đập liên tục lau mặt mình chẳng biết là mưa hay nước mắt trong lòng cực kỳ tuyệt vọng giờ chỉ có một ánh sáng duy nhất phát ra từ tia chớp nhưng từ lúc đổ cơn mưa tới giờ thì không còn nữa cô cúi người hôn lên đôi môi lạnh lẽo của mộ dung khanh, rồi run rẩy nói, ta sẽ không để chàng chết, chàng đừng hòng bỏ rơi mẹ con ta. Cô lấy bao kim châm ra, bắt đầu sờ soạng vết thương của hắn. Cô có thể chọn huyệt rất chuẩn dựa vào xúc giác, mà không cần tới ánh sáng. Cánh tay, bụng, chân của hắn đều có vết thương, cô châm cứu cầm máu xong, thì bắt đầu xé lớp áo ngoài của mình để băng bó vết thương. Hắn không được uống thuốc, hơn nữa mưa lớn thế này, không có thứ gì để che chắn, Hắn còn bị thương nặng như thế, chắc chắn tối nay sẽ sốt cao. Cô cởi áo ngoài ra, định giơ lên che mưa cho hắn, nhưng cơn mưa lớn thế này thì cầm một chiếc áo ngoài có tác dụng gì? Hơn nữa vị trí mộ dung khanh đang nằm khá thấp, nước mưa từ trên núi chảy xuống, mà mặt đất lại rút nước chậm, nên dưới người hắn động thành một vũng nước. Giờ cả người hắn đang nằm ngủ trong đó. Thương Mai đành phải che mưa cho hắn. Lúc nãy đánh nhau trong khách sạn, hắn đã đặt cô ngồi bên cửa sổ rồi chặn hết mọi đao kiếm thay cô. Nhưng cô lại chẳng làm được gì. Cô ngồi trên mặt đất, cố gắng ôm hắn dậy, để đầu hắn gối lên đùi cô, rồi cúi người ôm hắn, để che chắn mưa to gió lớn. Đến nửa đêm, mưa đã tạnh, nhưng gió vẫn rất lớn, cả người Mộ Dung Khanh run lên, Thương Mai cũng lạnh đến phát run, mặc dù sắc trời vẫn tối đen, nhưng cô biết mình không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết. Cũng may, Mộ Dung Khanh đã khôi phục chút ý thức, Thương Mai nói nhỏ vào tai hắn: lão thất ta không đủ ôm chàng lên lưng ngựa nên ta dìu rồi chàng tự leo lên được không mộ dung khanh mơ màng đáp lại lúc thương mai đỡ hắn dậy bản thân hắn cũng cố hết sức nhưng thử mấy lần vẫn không thể leo lên lưng ngựa ngược lại còn hại hắn ngã mấy lần càng làm vết thương nặng thêm mộ dung khanh đã tỉnh táo hơn nhiều hắn khẽ mở mắt ra yếu ớt nói với thương mai nàng mau đi đi tầm giờ tí tần châu sẽ tới đây nàng cứ trốn đi đợi nàng ta tới đây rồi thì tới tìm nàng ta. Chúng ta cùng nhau đi, ta sẽ không bỏ mặc chàng." Thương Mai kiên định nói. "Không, nàng dẫn theo ta chỉ thêm phiền toái, nàng mau đi đi." Mộ Dung Khanh hất tay cô ra. Thương Mai đỏ mắt nói, "Nếu ta đi rồi chàng sẽ chết, chàng cảm thấy ta vẫn có thể sống tiếp à?" Mộ Dung Khanh miến cứng đứng vững, mặc dù không nhìn thấy rõ mặt cô, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào của cô, hắn vươn tay lau mặt cô, rồi dịu dàng nói, Nàng nghe lời ta đi, con chúng ta là quan trọng nhất, đứa bé có thể không có phụ thân, nhưng nhất định phải có nương. Giờ Thương Mai cảm thấy bụng mình đau nhói, trong lòng càng đau xót, e rằng đứa bé này không thể giữ lại được nữa. Lão Thất, chúng ta là phu thê, cùng tiến cùng lùi, một là cùng nhau đi, hai là cùng nhau chết. Lúc trước xem phim, nghe thấy những lời thoại này, cô luôn cảm thấy rất giả tạo. Nhưng đến khi tim cô thật sự yêu sâu đậm một người, đúng lúc người đó cũng yêu cô như vậy, thì cô sẽ cảm thấy thật ra nó không hề giả dối mà ngược lại cô thật sự muốn làm như vậy mộ dung khanh nghe thấy cô nói đứa bé không thể giữ lại được nữa thì trong lòng khó chịu nghĩ tới nỗi khổ sở mà thương mai đã chịu đựng rồi đứa bé lại chết trong tay nam hoài vương hắn lại ra sức nắm chặt dây cương bật người nhảy lên lưng ngựa hắn khàn giọng nói được nếu nàng đã nói thế thì chúng ta sẽ cùng sống cùng chết không chúng ta tuyệt đối không được chết trong lòng hắn đã kiên định như vậy, rồi một tay nắm cổ tay Thương Mai kéo cô lên lưng ngựa. Ngựa bắt đầu đi chậm rãi, vì trời đã tạnh chỉ còn gió lớn, nên ngựa đi vững vàng hơn nhiều, chỉ ít không chạy loạn như lúc nãy. Hai người cứ đi mãi, rồi nhìn thấy phía trước có một căn nhà, trước cửa treo một chiếc đèn bão. Ồ, phía trước có nhà dân, chúng ta qua đó tá túc một đêm đi. Thương Mai chỉ về phía phát ra ánh sáng ở trước mặt, vui mừng nói. Vì sắc trời tối om, hoàn toàn không thể xác định được nơi phát ra ánh sáng, nhưng gió ngày càng lớn, như thể sắp có một trận mưa to nữa, nên hai người phải tìm một chỗ để trú mưa. Hai người thúc ngựa đi tới đó, nhận ra đây không phải nhà dân, mà là Miếu Long Vương. Tường bên ngoài ốp gạch đá màu xanh, trên hai cánh cửa màu đỏ thắm đều dán rồng vàng đang bay lượn, phía trước còn có hai con sư tử đá, dù không to, nhưng rất dũng mãnh, nhất là đôi mắt dưới ánh sáng từ đèn bão treo trước cửa hình như nó đang phát ra tia sáng màu đỏ. Thương Mai xuống ngựa trước, rồi từ tốn đỡ mộ dung khanh xuống, cả hai đều bị thương, nên dìu dắt nhau đi vào trong. Cánh cửa chỉ khép hờ, nên Thương Mai vừa đẩy nhẹ đã mở ra. Có ai không, Thương Mai hô lên, nhưng đáp lại là tiếng gió thổi vù vù. Có ai không, hai người vừa đi vừa hỏi, nhưng không nhìn thấy ai ở đây. Miếu Long Vương này không lớn, trên tường treo tám chiếc đèn lồng, chiếu sáng cả ngôi miếu. Ở trung tâm chính điện đặt một bức tượng Long Vương, nhưng nó hơi kỳ lạ, vì tượng Long Vương bình thường sẽ là hình người, nhưng bức tượng này lại là một con rồng đang bay lên, miệng còn phun ra lửa. Nhìn thấy tượng Long Vương này, Mộ Dung Khanh luôn cảm thấy rất quen thuộc, như thể đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Ở đây không có ai, nhưng lại bày rất nhiều cống phẩm. Thương Mai chỉ vào bàn thờ nói, "Mộ Dung Khanh nhìn qua đó, trên bàn thờ có gà, trái cây, trà và bánh bao nữa. E rằng là vì cơn bão lần này, nên ngư dân mới cố ý tới đây cúng bái Long Vương, cầu xin nó mau tan đi. Mộ Dung Khanh nói, ở vùng duyên hải ven sông, người dân dựa vào đường thủy để sinh sống, nơi nào cũng thờ phụng Long Vương và tổ mẫu, nên việc dâng cống phẩm cúng bái trước khi bão đổ bộ cũng là chuyện thường tình. chương 804, cô thật sự hạnh phúc biết bao. Hai người nhìn mấy cống phẩm này, rồi nhìn nhau mỉm cười hai người đánh đấm bỏ chạy cả đêm rồi còn bị thương tật nữa tốt xấu gì cũng phải ăn một trận dù kế tiếp sẽ bị xét đánh cũng phải làm một con ma no thương mai quỳ xuống trước mặt long vương dập đầu nói tín nữ là hạ thương mai gặp phải kiếp nạn nên đi ngang qua nơi này nhưng bụng đói cồn cào nên cầu xin ngài long vương ban thưởng chút đồ ăn nếu sau này con có thể trốn thoát chắc chắn sẽ đích thân mang lợn quay tới đây cúng bái nói xong cô dập đầu ba cái rồi đứng dậy tự nhiên xé một chiếc đùi gà đưa cho mộ dung khanh hắn thấy hành động hơi lưu manh này của cô thì không khỏi bật cười nàng ăn trước đi chàng ăn đi thương mai nhét vào miệng hắn ở đây vẫn còn một chiếc đùi gà nữa vết thương của mộ dung khanh khá nghiêm trọng ngồi xuống rồi thì rất khó đứng dậy hắn nhận lấy đùi gà nhưng không vội ăn mà ngẩng đầu nhìn thương mai rồi vươn tay bảo cô tới đây thương mai đặt bát gà xuống dưới sàn rồi ngồi cạnh hắn lo lắng hỏi chàng khó chịu chỗ nào cô vươn tay sờ chán hắn rồi giật mình ngay chán hắn cực kỳ nóng chàng sốt rồi nàng đừng lo mộ dung khanh nắm tay cô rồi dịch ra sau một chút để ôm cô vào lòng rồi khàn giọng nói thương mai ta xin lỗi ta không bảo vệ được nàng ta đang giận đấy thương mai khẽ đẩy hắn ra giả vờ nghiêm nghị không ngờ chàng lại thông đồng với linh lợi để đưa ta đi chàng từng nói sau này sẽ không giấu ta chuyện gì mà Bị cô hỏi tội như vậy, tâm trạng vốn hơi đau buồn của mộ dung khanh tan biến trong tích tắc. Ta sai rồi, mộ dung khanh rất thành thật nhận sai. Ta nói rồi, ta và chàng mới là người cùng mệnh, chàng không được giấu ta chuyện gì cả, cho dù chàng đã cứu ta, nhưng nếu đánh mất chàng, thì quãng đời còn lại ta sẽ sống trong rằn vặt. Ta không muốn như thế, nên chàng đừng nghĩ chàng vĩ đại, mà ngược lại chàng đang hại ta đấy. Mộ dung khanh khẽ thở dài, ta không ngờ lần này lại đại loạn đến thế. Mắt hắn hơi mơ màng, rồi dần dần nghiêng người, thiếp đi. Ngoài miếu, sấm chớp đùng đùng, mưa lại chút xuống. Thương Mai nhóm lửa lên, hòng xiêm y của hai người, lão thất đã hạ sốt rồi, cũng may bên ngoài miếu Long Vương có trồng thảo dược, trước khi trời đổ mưa, cô đã hái thuốc về, vì là thảo dược tươi nên không cần sắc quá lâu, chỉ cần đun sôi một bát nước, rồi bỏ thuốc vào, chờ một lúc là được. Nhân lúc lão thất chưa tỉnh lại, cô nhàn nhã xé thịt gà ra rồi hứng nước mưa, nấu canh gà. Đến khi trời gần sáng, mưa vẫn đang rơi, thì mộ dung khanh mới tỉnh lại. Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn thương mai đang bận rộn trước bếp lửa, vừa ngửi thấy mùi canh gà, hắn liền biết cô đã xé thịt con gà kia để nấu canh. Hai người lưu lạc ở nơi hoang dã, mà nương tử khéo tay này vẫn có thể nấu ra món canh gà thơm ngon, nếu hắn không bị thương và bị truy binh đuổi theo, thì hắn thật sự muốn đi du ngoạn cùng cô. Chàng tỉnh rồi à, Thương Mai vừa quay đầu đã thấy hắn mở to đôi mắt đen lấy, nên thở phào nhẹ nhõm. cô xóa tóc mái xuống, che vết thương ở chán, sợi dây sẹo quấn quanh cánh tay cô, như một con rắn với đường nét thô kịch, nhưng lại làm người khác cảm thấy cực kỳ uy vũ. Chàng đã đỡ hơn chưa? Thương Mai tiện tay cầm xiêm y đi tới, tối qua cô không ngừng hong đồ, đầu tiên là áo ngoài, rồi tiếp tục cởi áo trong da hong, nên giờ trên người hắn chỉ mặc một lớp áo ngoài, còn đồ bên trong thì vừa mới hong khô tối qua nàng không hong khô xiêm y sau khi bị sốt cao giọng nói mộ dung khanh đã trở nên khàn khàn ta ngồi trước đống lửa nên hong khô rồi thương mai dìu hắn ngồi dậy vết thương còn đau không cũng đỡ hơn rồi ta nấu canh xong rồi chàng mau uống đi thương mai bưng bát canh tới thổi nguội một tí rồi đưa tới miệng hắn mộ dung khanh uống hai hớp rồi nhíu mày nói mùi vị thật kỳ lạ nàng uống thử xem Thương Mai sừng sốt, chẳng lẽ thiêu rồi ư? Cô vội uống một hớp, cảm thấy mùi vị vẫn rất thanh, nên nói, mùi vị vẫn thế mà. Nàng uống nữa đi, mộ dung khanh nhìn cô nói. Thương Mai lại uống thêm một hớp, vẫn không cảm thấy có vị gì kỳ lạ. Không có mùi vị kỳ lạ nào cả, chàng mau uống đi. Thương Mai nói, mộ dung khanh đáp, ta cảm thấy mùi vị không ngon, nên không muốn uống. Thương Mai sửng sốt, ở nơi hoang vu thế này thì lấy đâu ra đồ ngon cho chàng ăn. Dù gì ta cũng không thích uống, nàng uống đi. Thương Mai nhìn mặt hắn, trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của hắn, nên lặng lẽ uống mấy hớp, rồi đưa cho hắn chàng không thích uống cũng phải uống. Mộ Dung Khanh thấy cô uống xong mấy hớp, mới đồng ý uống phần còn lại. Giờ tí đã trôi qua, tối qua sau khi rời đi, cả hai đều không biết tình trạng sau đó. Giờ hai người mới có thể tỉnh táo ngồi cùng nhau, tâm sự từng chuyện. Ý chàng là chàng bị thất hoàng tử bắt đi, Thương Mai nghĩ tới thất hoàng tử Thâm trầm đó, không biết tại sao, cô hoàn toàn không cảm thấy kỳ lạ. Ừm, Mộ Dung Khanh lại kể cho cô nghe chuyện hắn trốn thoát và trừng trị thất hoàng tử thế nào, giờ chi phủ Triệu Châu đã đưa người về kinh thành, Bản Vương cảm thấy, hắn ta không cùng huyết thống với hoàng thượng, nên trước đó đã sai người điều tra mấy chuyện nghi quý phi đã làm, trước và sau khi hắn ta chào đời, tại sao chàng lại hoài nghi như vậy thương mai sửng sốt là trực giác xuất phát từ huyết thống nhà mộ dung mộ dung khanh trả lời qua loa tất nhiên hắn đã biết một số chuyện nghi quý phi đã làm lúc trước thương mai không có hứng thú với mấy chuyện này nên chỉ hỏi sao chàng biết tần châu sẽ tới vào giờ tí sau khi trốn thoát chàng đã bị truy đuổi thì làm sao thông báo cho nàng ta biết tần châu vốn định đuổi theo hướng đó nhưng a cảnh nhắc nhở nàng ta đuổi về hướng đông lúc bắc mạc và đại chu đối đầu thật ra a cảnh đã xâm nhập vào đại chu nắm rất rõ một số địa hình nơi này nên tần châu đã phái một đội quân đuổi về hướng đó và một đội khác đuổi về hướng đông do đích thân nàng dẫn đội hơn nữa còn bảo a cảnh xuất phát trước lúc ở triệu châu ta đã gặp mặt hắn ta rồi chúng ta cùng đi hỏi thăm không ngờ lại có người có ấn tượng về nàng thậm chí người ở bến tàu cũng biết nàng và hướng đi của nàng đồng thời còn hiểu rõ tốc độ của nàng nên ta và a cảnh đã chia thành ra ta sẽ đuổi theo nàng trước, để bảo vệ nàng, còn hắn ta sẽ quay về thông báo cho Tần Châu, bảo nàng ta nhanh chóng tới đây, lúc bão đổ bộ, hắn ta cử người thông báo cho ta biết, tầm giờ tí đội quân sẽ tới nơi, nên ta mới nói với nàng, đến giờ tí chúng ta sẽ ra tay, ai ngờ, Nam Hoài Vương lại ép nàng uống thuốc phá thai, buộc ta phải ra tay trước. Thương Mai nghe xong thì tim đập loạn nhịp, ta không biết Tần Châu luôn làm vì ta như vậy để làm gì. Có lẽ nàng ta chỉ mong nàng sống tốt đôi mắt đen láy của mộ dung khanh lóe lên tia sáng. Thương Mai thấy bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như thế, nhưng luôn có người che mưa chắn gió cho cô. Hạ Thương Mai, mày thật sự hạnh phúc biết bao. chương 805, Lục Xoát Thanh Châu Tình cảm Hạ Thương Mai dành cho Tần Châu rất phức tạp, tất nhiên, cô chắc chắn mình không bị nàng ta bẻ cong, nhưng cô cũng tin rằng nàng ta có ý với cô có lẽ tình cảm cô dành cho tần châu chỉ có dùng tên một bài hát mà cô đã nghe ở thời hiện đại để diễn đạt đó chính là ở trên tình bạn ở dưới tình yêu không phải vì tần châu đã làm quá nhiều chuyện cho cô mà là vì cô thật sự yêu thích tính cách và phương thức làm việc của nàng ta hiếm khi cô yêu thích một người như vậy mưa lớn thế này liệu tần châu có thể tới không thương mai im lặng một lúc rồi hỏi mộ dung khanh nhớ tới tối qua sau khi trốn thoát thì trời bắt đầu đổ mưa lớn nếu thuyền của tần châu đã xuống nước thì dù gặp bão cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến về phía trước rồi tăng tốc lên bờ để trú mưa nhưng rất khó để nói liệu nàng ta có gặp sự trì hoãn bất ngờ nào không chỉ cần không xảy ra chuyện gì bất chắc thì với tốc độ hành quân của tần châu có lẽ sẽ tới đây đúng hạn có lẽ sẽ lùi lại một tí mộ dung khanh nói hắn chống người đứng dậy ra ngoài cửa xem xét mưa vẫn rất lớn nhưng sắc trời đã hơi sáng tỏ chắc gần sáng rồi mộ dung khanh thầm nhíu mày nếu mưa vẫn nặng hạt thế này e rằng tần châu chưa thể tới kịp với tiểu trấn nhỏ thế này nếu tần châu không thể tới kịp chắc chắn lão bát sẽ tìm được họ hắn đã bị thương còn thương mai thì không biết phó công chỉ có thể dựa vào sợi dây sẹo những lúc không có ai ở bên có lẽ tần châu không thể tới đây được thương mai đứng dậy đi tới bên hắn nói mộ dung khanh an ủi nàng đừng lo tần châu đã quen hành quân nếu không đi được đường thủy thì vẫn có thể đi bằng đường bộ, chỉ hơi lâu một tí thôi. Thương Mai không biết đường bộ sẽ đi thế nào, nhưng đường thủy là ngắn nhất, còn đường bộ phải trèo đèo lội suối, dù tới được đây cũng phải mất một hai ngày. Nếu đi đường bộ phải mất bao lâu? Mộ Dung Khanh tính toán một lát, nếu trời không mưa lớn thế này, thì một hai ngày sẽ tới. Lỡ trời vẫn mưa lớn như vậy, gần như không thể xác định được đường đi, e rằng phải mất ba bốn ngày đúng không? Mộ Dung Khanh im lặng, Xem như ngầm thừa nhận. Chắc chắn Tần Châu đang đi bằng đường thủy, nhưng nếu gặp bão cũng sẽ lên bờ tránh gió, rồi đổi thành đường bộ, băng qua mấy ngọn núi lớn, rồi đi một quãng đường rất dài, cộng thêm trời lại mưa gió sấm chớp đùng đùng, nên ba bốn ngày sẽ phỏng đoán chu toàn rồi. Thương Mai dìu hắn quay về, rồi kiểm tra vết thương của hắn lần nữa. Miệng vết thương rất lớn và sâu, cũng mất rất nhiều máu, nhưng cô không ngờ hắn lại không nhiễm trùng, hơn nữa còn hạ sốt quả thật là một kỳ tích. Thương Mai đi một vòng trong miếu Long Vương, rồi nhận ra nơi này vẫn còn một hậu đường. Cô đi vào đó xem thử, rồi vui mừng nói, miếu Long Vương này thật kỳ lạ, không ngờ trước cửa lại trồng nhiều thảo dược như vậy. Hơn nữa, ngoài thảo dược ra thì không còn cây nào khác, phía sau còn có một căn bếp, như thể có người thường xuyên sống ở đây vậy. Đồng thời cô còn phát hiện phía sau có một căn bếp nhỏ, chất rất nhiều củi khô đã được bổ ra, xếp rất ngay ngắn. Hơn nữa, Nồi niêu đều có đầy đủ, trong lu gạo còn có gạo nữa. Có lẽ lúc trước từng có người ở đây giữ miếu, Mộ Dung Khanh không hề cảm thấy kỳ lạ, bình thường đều có người canh giữ miếu để lo việc hương khói, nhưng có thể là vì mưa to gió lớn nên người đó về nhà trước rồi. Ta ra ngoài hái thuốc đây, chàng cứ ngồi trong này đợi ta. Thương Mai lấy áo tơi phía sau tường Long Vương ra, Mộ Dung Khanh liền vươn tay nhận lấy, mưa lớn thế này, nàng cứ ngồi trong này đi, để ta đi làm sao chàng biết ta cần loại thảo dược gì không sao đâu chỉ hai bước chân thôi chàng cứ đứng ngay cửa nhìn ta là được thương mai nói xong thì mặc áo tơi vào rồi đi ra ngoài hái thuốc xong cô lấy một ít gạo trong lưu gạo ra để nấu cháo rồi lại ngâm thuốc vào trong nước đợi hai người ăn cháo xong rồi sẽ đi sắc thuốc đến khi ăn cháo uống thuốc xong thương mai lại đi ra ngoài cửa nhận ra sắc trời vẫn như lúc trước không hề sáng lên mà lượng mưa cũng không giảm Lần này Thương Mai đã nhìn ra điều bất thường, hình như cơn mưa này giống hệt tối qua, chỉ là sắc trời hơi sáng lên một tí, nhưng một canh giờ trước đã thế này rồi. Mộ Dung Khanh cố gắng đứng dậy, thấy bên ngoài thật sự giống hệt lúc nãy, nên cũng thầm sinh nghi, cảm thấy hình như thời gian đang ngừng lại. Có lẽ đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít mưa lớn thế này thì không ai có thể tìm tới đây được. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai mỉm cười gật đầu, đúng vậy, quả thật ông trời cũng đang giúp chúng ta. Thương Mai ngồi xuống, tiếp tục nhóm lửa, rồi hai người ngồi trước đống lửa sưởi ấm. Thật ra trời cũng không lạnh cho lắm, nhưng vì trời mưa, cộng thêm việc tối qua hai người dầm mưa, tích tụ khí lạnh nên cảm thấy rất lạnh, nhất là Mộ Dung Khanh đang bị thương nặng, nếu bị nhiễm lạnh sẽ không tốt, nên phải nhóm lửa. Hai cánh tay Mộ Dung Khanh đều có vết thương, nhưng vẫn kiên trì muốn ôm cô, Thương Mai khẽ tựa đầu vào vai hắn. Lão tổ tông về rồi, Thương Mai khẽ ngẩng đầu lên nói, chúng ta không cần phải lo lắng chuyện trong kinh thành nữa. Mộ Dung Khanh hơi ôm chặt cô, ừm. Hắn nhìn đống lửa, trong lòng khó chịu như bị ngọn lửa thiêu đốt, lẽ ra mọi chuyện đừng nên xảy ra, hắn vừa quyết tâm sẽ tàn nhẫn, ai ngờ, người ta còn nhanh hơn hắn một bước. Có những quyết định, hắn nên sớm đưa ra sẽ tốt hơn. Nếu lần này Thương Mai xảy ra chuyện, cho dù hắn sống sót, thì còn ý nghĩa gì? trải qua nhiều bài học như thế tại sao hắn luôn ôm ấp hy vọng phu thê đồng tâm tất nhiên thương mai biết trong lòng hắn khó chịu nhưng không biết an ủi thế nào cô cũng giống như lão thất những người được gọi là người thân nhưng đều không phải người thân thật sự nếu đúng là phụ thân thân sinh thì ban đầu chưa chắc cô đã đối xử tàn nhẫn như vậy với hạ hòe quân đúng rồi ta đã gặp tôn phương nhi giờ lâm lâm và lão vương ra đang giải cổ độc cho nàng ta đợi nàng ta khỏe rồi thì có thể giải đồng mệnh cổ cho chàng được, Mộ Dung Khanh chỉ đáp lại một tiếng rồi im lặng. Mấy canh giờ sau, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mà ngược lại ngày càng lớn hơn. Hơn nữa sắc trời luôn u ám, ngược lại ngày càng tối dần, như sắp tiến vào màn đêm. Hai nghìn binh mã Bắc Mạc tiến vào Thanh Châu, rồi nhanh chóng lấy danh nghĩa nhiếp chính vương để khống chế nha môn, bắt đầu lục soát toàn thành. Sau hai ngày hai đêm mưa tầm tã, Thanh Châu như sáng bừng lên, bầu trời sạch sẽ đến mức gần như trong suốt không hề nhìn thấy một gợn mây. Đến sầm tối, A Cảnh gấp gáp tiến vào nha môn. Quận Vương, ta đã nghe ngóng được rồi, hình như người Nam Hoài Vương từng qua đêm ở khách sạn Tây Hiền, hơn nữa một người trong số đó rất giống Vương Phi, tối qua bọn họ đã đánh nhau một trận, có người đã cứu Vương Phi đi, theo lời miêu tả của người trong khách sạn, có lẽ người đó là Vương Gia. Người có dò hỏi bên bến tàu không? Nam Hoài Vương đã rời đi chưa? Tần Châu mặc cẩm bào màu xanh, Cải Trang thành Nam nhi, lạnh lùng hỏi: "Bẩm quận vương, ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay chỉ có mấy thương nhân rời khỏi bến Thanh Châu." "Nếu vậy thì, người vẫn đang ở Thanh Châu?" Tần Châu trầm ngâm một lúc, rồi liếc nhìn chi phủ Thanh Châu đang sợ đến mức run lẩy bẩy ở bên cạnh, "Đại nhân, ông phái mấy người dẫn theo binh mã bản quận, lục soát toàn thành, hễ phát hiện ra người nào khả nghi thì bắt hết lại cho ta, nếu có nhân sĩ võ lâm nào ngăn cản thì quay về bẩm báo với bản quận vương ngay." chương 806, chiếm tiên cơ. Chi phủ Thanh Châu không làm dám trái lệnh Tần Châu, nàng ta vừa đến đã bao ngay thân phận, còn nói là làm theo lệnh của nhiếp chính vương. Tuy ông ta không tin nhưng người ta là đội quân thiết kỵ len keng, dù có cộng hết quan binh của phủ Thanh Châu cũng chỉ được mấy trăm người, sao đấu lại người ta chứ? Hơn nữa doanh trại gần nhất cũng phải đến Triệu Châu, người cũng đã bị khống chế, làm sao đi cầu cứu viện binh đây? chi phủ Thanh Châu hết cách chỉ đành làm theo lời dặn của Tần Châu. Quả thật Nam Hoài Vương vẫn còn ở Thanh Châu, hơn nữa ông ta cũng biết, nếu bắt không được mộ dung khanh và hạ thương mai thì ông ta không thể nào trở về địa giới của Nam Quốc được. Một khi ông ta xuất hiện ở Nam Quốc, sẽ bị thám tử của mộ dung khanh phát hiện, đến lúc đó ông ta còn chưa bắt được người thì đã trở thành cá nằm trên thất mặc người chém giết. Cho nên ông ta huy động tất cả mọi người đi tìm mộ dung khanh và hạ thương mai trận mưa lớn kéo dài rất lâu bắt đầu từ lúc mộ dung khanh cứu hạ thương mai cho đến tối hôm sau mưa vẫn không tạnh tìm người trong cơn mưa xối xả tầm nhìn không rõ có tìm cũng như không cho nên mãi đến chiều lúc trời tạnh mưa ông ta mới bắt đầu đi tìm thanh châu lại rộng như vậy ông ta không tin mộ dung khanh đang bị thương mà có thể trốn thoát nhưng mãi đến tối cũng không có bất kỳ tin tức gì vương gia tần châu dẫn người tới một gã hắc y nhân tiến lên bẩm báo. Hai mắt Nam Hoài Vương lạnh lẽo, nàng ta dẫn theo bao nhiêu người. Khoảng hai ba ngàn người, hơn nữa đã khống chế phủ Thanh Châu rồi. Nam Hoài Vương cảm thấy không thể nào, mưa to gió lớn chưa từng tạnh, Tần Châu đến đây bằng cách nào. Hẳn là đi đường bộ đến. Không thể nào, dù là đi vòng qua thôn la của Triệu Châu rồi băng qua núi cũng phải mất một ngày mới có thể đến Thanh Châu được. Mưa xối xả như thế này là không thể đi được, tại sao bọn họ có thể đến nhanh như vậy? Mưa xối xả cũng không phải không đi đường núi được, mà là mưa xối xả quá lớn, tầm nhìn bị hạn chế, ngay cả cao thủ của hắn ta cũng rất khó đi lại trong thời tiết như thế này. Nhất là hai ngày nay, dù ban ngày hay ban đêm bầu trời lúc nào cũng đen kịt, không thể cầm đuốc, chỉ có thể sờ soạn đi trong đêm tối, nên ít nhất cũng phải ba ngày mới tới đây được. Hắc y nhân nói, thuộc hạ cũng cảm thấy rất lạ, mưa to thế này là không thể đi đường thủy được, nếu nàng ta muốn dẫn người tới chỉ có thể đi đường bộ. Tiên sinh đâu, Nam Hoài Vương hỏi. Hắn ta nói phải đích thân chôn cất thi thể của lục cô nương, chắc hẳn đã quay về rồi. Sau khi mộ dung khanh cứu đi hạ thương mai, bọn họ liền nhanh chóng rời địa điểm. Sau đó tìm được tòa nhà này. Đây là nhà của một phú hộ ở Thanh Châu. Bọn họ tu hú sẵn tổ, chiếm luôn chỗ này, nhốt gia đình phú hộ kia lại. Nam Hoài Vương đứng ở xương phòng chỗ ở của Thương Khâu, thở hắt ra, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Thương khâu đúng là mới vừa trở về, trên giày còn dính một lớp bùn màu vàng dày, trên mặt đất cũng toàn vết nước màu vàng. Thương khâu ngồi trên ghế dài, trong tay cầm ly sứ thanh hoa, ngón tay khẽ run, nước nóng trong ly dâng lên một tầng hơi nước, khuôn mặt anh Tuấn trong làn hơi nước thoáng ngơ ngẩn. Thấy Nam Hoài Vương đi vào, hắn ta để ly xuống đứng lên, Vương ra. Trôn rồi, Nam Hoài Vương hỏi, Thương Khâu gật đầu, đúng, không có quan tài, chỉ bó bằng tấm chiếu. Giọng nói đầy chua xót. Nam Hoài Vương nhìn thẳng hắn ta, sau này bổn vương thành công sẽ chôn cất nàng ta long trọng. Thương Khâu hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Nam Hoài Vương, bất đắc dĩ nói, "Vương ra, buông tay đi." Trong mắt Nam Hoài Vương nổi lên lửa giận, "Tiên sinh, nếu ngươi nói lời này với bổn vương sớm mấy năm, có lẽ bổn vương sẽ buông tay. Bây giờ ngươi mới kêu bổn vương buông tay?" Không thể nào. Thương Khâu chán nản nói, dù có nói sớm mấy năm vương gia càng sẽ không buông tay. Ngài phải biết xem thời thế, trước đây vương gia có quý thái phi trợ giúp, nhân mạch trong kinh thành đều có đủ, binh mã nam quốc hùng hậu, hơn nữa còn không thể lay động được nửa phần, bây giờ còn có thể làm gì? Nam Hoài Vương cười lạnh lùng, lần này, nếu không phải tiên sinh phá hoại chuyện tốt của bổn vương thì bổn vương sẽ không lưu lạc đến bước này. Lục y là do tiên sinh hại chết tiên sinh đúng là đã phụ lòng của bổn vương. Thương khâu đỏ mặt, tại hạ không hề phá hoại chuyện tốt của vương gia. Nam hoài vương chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chầm chầm thương khâu, vậy châm của hạ thương mai từ đâu mà có. Sợi dây sẹo tại sao lại xuất hiện trong tay của nàng ta? Nếu không có sợi dây sẹo thì mộ dung khanh đã rơi vào tay bổn vương rồi. Đúng là tại hạ đã châm cứu cho nàng ấy, nhưng tại hạ làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ thai nhi của nàng ấy. Còn về sợi dây sẹo không phải tại hạ đưa, lúc trên đường đi sợi dây sẹo đã cháy rồi, chính mắt vương ra cũng nhìn thấy mà. Người biết sợi dây sẹo đốt không được, là thánh vật của lão tổ tông, nên mới làm ra vẻ cho bản vương xem đúng không? Nam Hoài Vương không chắc chắn lắm suy đoán của hắn ta, nhưng thấy dáng vẻ của thương khâu, hắn ta liền biết mình đã đoán đúng, trong lòng vừa giận vừa buồn, bổn vương thật không ngờ, người cuối cùng phản bội bổn vương lại là tiên sinh. Thương khâu nghiêm mặt nói, vương gia, tại hạ quả thật không biết sợi dây sẹo là đốt không cháy, cũng đã từng nghĩ có lẽ là không thể nào. Chỉ là từ đầu tới cuối tại hạ chưa từng tận mắt nhìn thấy, nên càng không biết nó lại thần kỳ như vậy. Tại hạ dám lấy mạng xin thề, tại hạ chưa từng động tay động chân vào sợi dây sẹo kia. Nam Hoài Vương nhìn chầm chầm hắn thương khâu, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn ta. Thương khâu cũng rất vô tư để Nam Hoài Vương nhìn, một lúc sau Nam Hoài Vương thu hồi ánh mắt nói, tiên sinh tinh thông y thuật, tử vi tướng số, bây giờ hãy bói cho bổn vương một quẻ xem thử lúc này mộ dung khanh và hạ thương mai đang ở đâu. Thương khâu bất đắc dĩ nói, vương ra, tại hạ đã nhiều lần làm trái ý trời, thật sự không dám tiết lộ thiên cơ nữa. Nam Hoài Vương nén giận, thành khẩn nói, coi như bổn vương cầu xin tiên sinh lần cuối. Sau lần này tiên sinh có thể tự do rời đi, sau này bổn vương thành nghiệp lớn sẽ lấy quốc lễ đón tiên sinh trở về, nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy đến tiên sinh. Thương khâu nhìn gương mặt cố chấp tận xương tủy kia của Nam Hoài Vương khẽ thở dài, vương ra, tần châu đã đến rồi, mộ dung khanh lại có sợi dây sẹo trong tay, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, cần gì phải nộp mạng oan chứ. Tiên sinh chỉ cần nói giúp hay không giúp là được, giọng nói của Nam Hoài Vương dần trở nên lạnh lẽo, cứng rắn. Thương khâu im lặng, giống như đang suy nghĩ. Lúc trước là tiên sinh nói bản vương có mệnh đế quân, tướng đế vương, kích động lòng tranh đoạt của bổn vương. Mỗi lần bổn vương nản lòng thoái chí muốn từ bỏ, cũng là tiên sinh không ngừng ở bên cạnh cổ vũ bổn vương. Nếu không có tiên sinh, bổn vương sẽ không đi đến bước này. Có lẽ năm xưa bổn vương không nên cứu tiên sinh. Thương khâu đứng lên, sắc mặt hơi tái đi. Hắn ta tự biết mọi chuyện không phải như vậy. Giã tâm của Nam Hoài Vương đã nhen nhóm từ trước khi hắn ta đến. Còn cái gọi là nản lòng thoái chí cũng chưa từng có. Nhiều năm qua, Nam Hoài Vương chưa từng muốn từ bỏ. Những lời nói trước đó hắn ta có thể coi như không, nhưng duy nhất chỉ có câu nói ơn cứu mạng kia mới nặng như núi đè lên người hắn ta. Tại hạ giúp vương ra một lần cuối cùng, Thương Khâu nặng nề nói, từ nay về sau, tại hạ không nợ vương ra nữa, tại hạ chúc vương ra tiền đồ như gấm thêu hoa. Trong mắt Nam Hoài Vương lóe lên sát khí, nhưng rất nhanh đã giấu đi, vẫn là câu nói kia, nếu bổn vương thành công tiên sinh chỉ cần chờ ngày hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn nếu thất bại cũng sẽ không liên lụy đến tiên sinh. chương 807, trận pháp bên ngoài miếu Long Vương. Sau nửa canh giờ, thường khâu đi từ trong xương phòng ra, Nam Hoài Vương đang chờ ở cửa, hắn ta đưa quẻ bói cho Nam Hoài Vương. Thương khâu đi theo Nam Hoài Vương đã lâu, mỗi lần bốc quẻ hắn ta đều sẽ giải thích. Bởi vậy, Nam Hoài Vương cũng biết chút ít về 64 quẻ tượng này. Nhưng chỉ mới nửa canh giờ mà thương khâu đã già đi rất nhiều, tóc mai bạc trắng. Có thể thấy hắn ta đã tốn rất nhiều tâm lực để đi dò xét thiên cơ. Đây là chỗ ẩn nấp của mộ Dung Khanh, rất chính xác, hơn nữa tại hạ cũng đã bốc một quẻ xem tương lai của vương gia. Vương gia xem hay không tùy ngài." Thương khâu mỏi mệt nói, sau đó đưa một tờ giấy khác cho Nam Hoài Vương. Nam Hoài Vương nhận lấy tờ giấy thứ nhất, mở ra xem rồi cất vào túi. Sau đó hắn ta nhìn tờ giấy thứ hai, vẻ mặt lạnh lùng nói, không cần, mạng của ta không phải do ông trời định đoạt. Thương khâu chậm rãi rút tay về, khẽ thở dài nói, nếu vương gia đã tự tin như vậy thì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hắn ta chắp tay nói, tại hạ phải đi vương gia hãy bảo trọng. Không vội, chờ bắt được mộ dung khanh, tiên sinh rời đi cũng không muộn. Nam Hoài Vương nói, thương khâu nhìn hắn ta, đáy mắt ngập tràn chua sót, vương gia, tại hạ trợ giúp vương gia nhiều năm, không có công cũng có cán, xin vương ra. Nam Hoài Vương ngắt lời hắn ta, cười nói tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh giúp đỡ bổn vương nhiều năm như vậy, ơn đức như trời biển, bổn vương nhất định sẽ đối xử tử tế với tiên sinh. Nói xong, hắn ta khoát tay gọi hai người tới nói, đưa tiên sinh trở về phòng, bảo vệ chặt chẽ tránh cho kẻ giặc thừa dịp lợi dụng. Nam Hoài Vương nói xong thì nhanh chân bước ra ngoài. Miếu Long Vương thật sự là một chỗ ẩn nấp rất tốt thanh châu đúng là có một ngôi miếu long vương nằm dưới ngọn núi tây bắc của thanh châu bên đó không hề có dấu chân người hơn nữa còn phải vượt qua một ngọn núi đêm đó mưa lớn như vậy thế mà bọn họ lại có thể dẫn một người bị thương băng qua núi tới được chỗ đó chẳng trách đám người nam hoài vương không tìm được người hắn ta phái người điều tra trước nếu tần châu đã đến phủ thanh châu trước khi xác định được tung tích của mộ dung khanh hắn ta không thể khô chiêng gióng trống ra ngoài sau hai canh giờ trinh thám trở lại bẩm báo, quả thật phát hiện bên trong miếu Long Vương có người. Nam Hoài Vương nghe vậy, khẽ giơ ngón tay lên gõ từng nhịp lên mặt bàn, sau đó thở dài, tiên sinh đúng là người phi phàm. Hắn ta đứng lên nói tiếp, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc mà. Hắn ta đi ra ngoài, có bốn người đi theo sau đẩy cửa xương phòng thương khâu ra. Thương khâu ngồi trên ghế, mặt xám như cho tàn, con người xám trắng hơi lóe lên vẻ châm chọc, vương ra, quẻ bói không sai chứ tiên sinh thần cơ diệu toán, bổn vương khâm phục, Nam Hoài Vương cười nói. Tần Châu đã đến Thanh Châu, dù có biết tung tích của nhiếp chính vương, vương ra còn mạng rút lui sao? Thương khâu hỏi, tiên sinh không cần lo lắng, bổn vương tự có cách. Nam Hoài Vương không người, chắp tay với thương khâu, mấy năm nay được tiên sinh hết lòng giúp đỡ, bổn vương vô cùng biết ơn, cũng không có gì báo đáp, lễ này xin tiên sinh hãy nhận. Ánh sáng nơi đáy mắt thương khâu nhạt đi, nhiều năm qua tại hạ chưa từng bốc quẻ cho mình nếu không phải vương ra cứu giúp thì tại hạ đã chết từ lâu rồi một người đã chết lại bốc quẻ nữa chính là giờ chết đã đến nhưng cuối cùng ta vẫn không nhịn được vừa rồi khi bốc quẻ cho vương ra ta cũng tự bốc quẻ cho mình tại hạ tự biết không thể thoát khỏi tai ương chuyện đã đến nước này dù tại hạ có nói gì sợ là vương gia cũng không nghe còn một quẻ ở trong túi áo của tại hạ sau khi tại hạ chết vương gia có thể lấy ra xem thử Nam Hoài Vương khẽ mỉm cười, tiên sinh nói gì vậy? Tiên sinh sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói xong hắn ta xoay người đi ra ngoài. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, hắn ta đứng trước hành lang, nhìn bông hồng ló ra từ góc tường từng đóa hoa nở rộ xinh đẹp, như những vết máu đỏ tươi. Trong phòng truyền đến một tiếng ho khan, sau đó im bặt. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy một vũng máu đỏ đến chói mắt, thương khâu chết không đau, hai mắt nhắm lại, ngoài sắc mặt hơi trắng ra còn lại như giống như đang ngủ, rõ ràng hắn ta đã sẵn sàng chờ chết. Nam Hoài Vương đứng ở cửa cuối người với thi thể nói, vĩnh biệt tiên sinh. Trong đáy mắt hắn ta lóe lên vẻ đau thương nhàn nhạt, nhạt, nhưng vừa quay người lại, đã trở nên dứt khoát, quyết tuyệt. Hơn 30 người giả dạng thành gia đình của phú hộ, lần lượt rời khỏi tòa nhà. Nam Hoài Vương giả thành phú thương, lên kiệu bốn người khiêng đi về phía tây bắc. Trong thành có mấy đám người đang kiểm tra, Lục soát các cửa hàng và nhà cửa ở gần đó. Nam Hoài Vương khẽ buông rèm che xuống, nhắm mắt lại, Tần Châu cũng đến thế mà thôi. Bên trong Miếu Long Vương, mưa đã tạnh, sắc trời sáng lên. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng mặt đất, sau cơn mưa thế gian như được gột rửa. Mộ Dung Khanh kéo thân thể bị thương nặng đi xem xét địa thế xung quanh Miếu Long Vương, sau đó dường như có quyết định liền trở về. Chúng ta phải đi sao? Thời tiết đã tốt lên bọn họ nhất định sẽ tìm đến. Hạ Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh khẽ lắc đầu, không cần. Hắn bảo Hạ Thương Mai xé màn trướng trong miếu Long Vương xuống bao chặt vết thương cho hắn. Sau đó hắn ra ngoài rời rất nhiều tảng đá lớn, chặt chúc, cắm thành mấy hàng, thoạt nhìn hơi buồn cười. Đây là cái gì? Thương Mai tò mò hỏi. Đây là trận pháp mà Lão Tổ Tông đã dạy trước kia, gọi là trận trúc. Mộ Dung Khanh vỗ tay, có thể chống đỡ được một thời gian. Thương Mai thật sự tò mò với bản lĩnh của lão tổ tông, bà ấy cũng biết trận pháp à. Đây là trận pháp đơn giản nhất, bà ấy còn biết những trận pháp tinh vi hơn, chỉ là lúc đó bà ấy dạy ta phần nhiều là những trận pháp dùng trên chiến trường. Hạ Thương Mai chưa từng nghiên cứu sâu về trận pháp, nhưng lúc còn ở hiện đại cô cũng đã từng đọc qua sách cổ và binh pháp nên biết hầu hết những binh gia lợi hại đều giỏi dùng trận pháp. Cô nhìn mấy hàng trúc và tảng đá cảm thấy rất đơn giản, ngay cả đường đi cũng nhìn thấy rõ ràng làm sao có thể ngăn cản kẻ địch được? mộ dung khanh thấy cô có vẻ không tin, cười nói, nàng thử ra ngoài rồi quay trở lại thử xem. thương mai nói, được, vừa lúc có thể nghiệm chứng một chút sốt cuộc ngươi đã học được mấy phần bản lĩnh của lão tổ tông. thương mai bước ra ngoài, đi ra rất đơn giản bởi vì từ cửa nhìn ra ngoài có thể thấy đường đi rất rõ. tuy nhiên, sau khi ra khỏi trận pháp cô không thấy đường đâu nữa, chỉ thấy rừng trúc dày đặc, ngoài ra còn có những tảng đá lớn cố thủ. Thật là kỳ lạ, rõ ràng chỉ có mấy hàng trúc cắm xuống, tuy nói trên đó cũng có mấy lá trúc nhưng ở bên trong chỉ nhìn sơ qua là có thể thấy được sự huyền bí, thế mà tại sao ở bên ngoài nhìn thế nào cũng không thấy lối đi hết vậy? Hơn nữa, lúc ở bên trong cô còn thấy mấy cây trúc được cắm rất thưa thớt, nhưng khi ra đến ngoài lại cảm thấy rất dày đặc, từng tảng đá lớn kia giống hệt những hòn non bộ. Cô cố gắng đi vào, nhưng chỗ nào cũng là rừng rậm, lại bị vấp chân bởi mấy tảng đá, không thể đi vào. Lão thất, cô kêu lên. Bên kia không có động tính gì, thậm chí cô cũng không thể nhìn thấy mộ dung khánh. Hạ thương mai nghĩ thầm, lúc nãy cô ở bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình bên ngoài, nhưng bây giờ cô ở bên ngoài sao lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên trong hết vậy. Đây, rõ ràng là trái với nguyên tắc vật lý mà. chương 808, không tìm được. Thương Mai cố gắng đi vào nhưng không biết phải đi từ chỗ nào. Cô lui về phía sau vài bước, muốn nhìn rõ hơn một chút, nhưng lúc lui về sau rồi thì lại thấy nơi này chính là một ngọn đồi nhỏ trồng trúc, hoàn toàn không phải là miếu Long Vương, ngược lại bên trái cô vốn là ngọn đồi nhỏ bây giờ lại trở thành một con đường thẳng. Tại sao lại như vậy? Lão thất, cô lại hô một tiếng. Trong rừng trúc liền có một người đi ra, chính là mộ dung khanh đang tươi cười bước tới, không vào được đúng không? Thật ra trận pháp này chính là thuật che mắt, sao lại thế này? Lúc hắn xoay người, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Sao thế, thương mai thấy khác lạ liền hỏi, có phải còn chỗ nào sơ hở không? Mộ Dung khanh ngây người rụi mắt, vươn tay ra đụng vào mấy hàng trúc kia, sau đó nhìn xung quanh một vòng, vẻ mặt ngạc nhiên, sao lại thế này? Có phải trận pháp sai rồi không? Thương Mai lo lắng hỏi, trước đây cô chưa từng nghe hắn nói biết trận pháp, nên cô cảm thấy dù hắn có hiểu cũng chỉ là chút ít lông gà vỏ tỏi, không thể bày trận được thương mai nàng có nhìn thấy miếu long vương không mộ dung khanh quay đầu lại hỏi cô thương mai lắc đầu không nhìn thấy chỉ là một hàng trúc và mấy tảng đá làm gì có miếu long vương ngươi có nhìn thấy không ta cũng không nhìn thấy mộ dung khanh cảm thấy không thể tin chẳng lẽ trận pháp của hắn đã trở nên xuất thần nhập hóa như vậy sao hắn nắm tay thương mai chậm rãi đi vào rừng trúc dưới chân có rất nhiều dây leo dây leo quấn quanh phải đi thật cẩn thận Trời ạ, à, có rắn, thương mai hoảng hốt, mộ dung khanh nhìn sang, quả nhiên trên rừng trúc lít nha lít nhít rắn trúc, cỡ chiếc đúa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là lá trúc. Mộ dung khanh vội kéo cô bước nhanh vào trong, cách đi vào trận là dựa theo trận pháp của hắn nên có thể bình an vô sự bước vào. Sau khi đi vào, nhìn ra phía ngoài, vẫn là trận pháp do hắn bày, có thể nhìn thấy con đường bên ngoài, bên trái vẫn là ngọn đồi nhỏ và rừng cây nhỏ. Thương Mai thấy vẻ mặt ngơ ngác hốt hoảng của hắn liền hỏi, "Sao vậy?" "Kỳ lạ thật, Mộ Dung Khanh thì thầm. Hắn chỉ ra bên ngoài nói, "Ta đã từng bày trận này, rất đơn giản, cùng lắm chỉ có tác dụng cản đường hoặc che tầm mắt, chưa từng thử qua bên ngoài trận pháp là không nhìn thấy mọi thứ bên trong trận pháp." Thương Mai thầm giật mình, "Tại sao lại như vậy? Lúc chúng ta ở bên ngoài quả thật không nhìn thấy Miếu Long Vương mà." Mộ Dung Khanh cảm thấy không có khả năng nên đi ra đi vô rất nhiều lần, kết quả vẫn như vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó trở về bên trong miếu Long Vương, ngồi trên đống rơm. Thương Mai hơi e ngại ngẩng đầu, nào ngờ cô thấy trên mắt rồng dường như lóe lên. Cô xoa mắt nhưng lại không nhìn thấy gì, đáy lòng không khỏi cười gượng, đúng là càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn độn, ánh mắt mộ dung khanh hơi lóe lên. Hắn ngăn thương mai lại, gión rén bước tới cửa nhìn ra, chỉ thấy mấy chục tên giả dạng gia đình bước ngang qua miếu Long Vương, trong đó có một nam tử mặc đồ tơ lụa, chính là người mà có hóa thành cho hắn cũng nhận ra. để để tốt của hắn, nhất thời đáy mắt mộ dung khanh lóe lên sát khí, hắn duỗi tay ra, sợi dây sẹo bay lên, nhanh chóng quấn quanh cổ tay hắn. chỉ đợi những người kia phát hiện, hắn sẽ lập tức lao ra. chỉ là những người đó dường như không nhìn thấy bọn họ, thậm chí còn không tìm được miếu Vương, chỉ một mực đi về phía bên trái ngược lại trong đó có một hai người nghi ngờ nhìn xung quanh sau đó bước lên phía trước nói với nam hoài vương thuộc hạ nhớ miếu long vương ở gần đây thôi vậy tại sao không tìm thấy nam hoài vương dừng chân liếc nhìn xung quanh một hồi hắn ta luôn cảm thấy nơi có gì đó là lạ nhưng không nói ra được lạ ở chỗ nào có lẽ có lẽ ở đằng trước người kia nói nam hoài vương phất tay để ba người ở lại đây còn lại theo bổn vương đi về trước ba người ở lại đi lung tung một người đứng trước rừng trúc muốn đi vào, người ở phía sau nhanh tay kéo bả vai gã nói: "Người điên à. Không thấy mấy con rắn độc kia sao?" Người kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sắc mặt tái xanh bước nhanh trở về, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất, "Trời ạ, à, sao có nhiều rắn độc như vậy?" Có lẽ tại mưa lớn nên bọn chúng đều chạy hết ra ngoài. Nhắc tới cũng lạ, mưa xối xả hai ngày, nhưng khắp nơi lại không xảy ra lũ lụt, ngay cả mực nước ở bến tàu cũng không lên cao đáng lẽ ra lúc mưa lớn mực nước của các con sông lục địa phải dâng lên rất nhanh mới đúng bởi vì nước khắp nơi đều đổ vào các các con sông lục địa đúng hai ngày nay mưa xối xả tựa như chưa bao giờ được mưa vậy một người khác tiếp lời nói thương mai và mộ dung khanh nhìn nhau thật ra bọn họ cũng phát hiện ra vấn đề này hai ngày nay mưa lớn như vậy đừng nói núi sẽ sập vấn đề đất xốp cũng sẽ xuất hiện nhưng trước đó bọn họ đi loanh quanh bên ngoài một hồi chỉ phát hiện được ngoài ít bùn màu vàng ra, còn lại hầu như không có dấu vết nào của trận mưa to. Thậm chí nói thẳng ra là ngay cả ngọn cỏ cũng không bị ngã. Phủ Thanh Châu thật kỳ lạ. Bởi vì kẻ địch không phát hiện nên hai người cũng thoáng yên tâm. Tốt nhất là bọn họ nên tách ra, bởi vì bây giờ thương thế của lão thất khá nặng, nếu đánh nhau thật, bọn họ sẽ thua. Vô số chuyện kỳ lạ khiến thương mai không nhịn được hỏi sợi dây sẹo này trở về bằng cách nào mộ dung khanh cởi sợi dây sẹo xuống nói trước đó nghe xà cô nói sợi dây sẹo này là vật có linh tính biết nhận chủ nhận chủ bằng cách nào hẳn là máu máu của chủ nhân thương mai suy nghĩ một hồi trước đó chán ta bị thương trong tai liền nghe được ít tiếng gió bây giờ nhớ lại có lẽ là tiếng sợi dây sẹo bay lên nó và ta tâm linh thương thông ừm có lẽ là như vậy mộ dung khanh vén tóc cô lên kiểm tra vết thương vừa đau lòng lại vừa giận dữ nói còn đau không thương mai lắc đầu đỡ nhiều rồi xin lỗi mộ dung khanh áy náy nói thương mai nắm chặt tay hắn khẽ nói đừng nói mãi những lời này tại ta không cẩn thận lúc thấy thương khâu ta nên cảnh giác mới phải cô nhớ tới linh lị không khỏi lo lắng nói không biết linh lị thế nào rồi nàng ta xuống núi cùng lúc với ta nhưng thương khâu chỉ bắt ta đi hẳn là không sao đâu, lão vương ra ở ngay trên Hàn Sơn, mộ dung khanh trấn an nói. Thương Mai nhớ tới tình hình lúc đó nói, thật ra thương khâu này đúng là người có tài, biết đủ thứ chỉ tiếc hắn ta đã nhận sai chủ. Hắn ta vốn dĩ là người tu đạo, tinh thông y thuật, tử vi, tướng số. Ta nhớ trước kia lão tổ tông cũng có nói, hắn ta rất có tuệ căn. Ngay cả lão tổ tông cũng biết hắn ta, có thể thấy hắn ta rất nổi tiếng người như vậy nếu được nhân sĩ chính đạo dùng nhất định sẽ tạo phúc cho dân chúng mộ dung khanh rất thưởng thức kẻ có tài tuy hận thương khâu nhưng cũng thấy rất đáng tiếc cho hắn ta là thương khâu lén trả châm lại cho ta ta mới bảo vệ được bản thân thương mai nói cô nói vậy nhưng trong lòng lại thấy bất an liệu thương khâu có bị giết không thương mai hỏi mộ dung khanh gật đầu sẽ dựa theo hiểu biết của ta về lão bát hắn ta sẽ không dung túng bất luận kẻ nào phản bội hắn ta ai phản bội hắn ta đều phải chết. chương 809, người trốn ta chặn. Thương Mai cũng cảm thấy như vậy. Thật đáng tiếc cho một nhân tài như vậy. Hơn nữa, cô nghĩ không phải Thương Khâu thật sự phản bội Nam Hoài Vương mà hắn ta biết Nam Hoài Vương không còn đường đi nữa, muốn tìm đường lùi cho Nam Hoài Vương. Một mưu thần trung thành như vậy dù thế nào cũng rất đáng kính trọng. Đúng rồi, việc của Nam Hoài Vương là nhu giao là sao? hôm đó ta định kéo dài thời gian nên nói về nhu giao với hắn ta nào ngờ hắn ta bỗng giận tím mặt mộ dung khanh thành thật nói ta thật sự không biết chuyện của bọn họ thương mai nhớ tới trước đây hắn cũng không hề hỏi thăm gì đến những tin đồn liên quan đến chuyện của phong nguyệt nên hắn nói hắn không biết cũng là chuyện bình thường thương mai ngẩng đầu nhìn tượng long vương cười nói tượng long vương này là bức tượng có hình dáng kỳ lạ nhất mà ta đã từng gặp ta cũng thấy như vậy mộ dung khanh cũng cảm thấy tượng long vương này rất lạ tuy hắn nghĩ long vương hẳn là mình rồng nhưng khác hẳn với nhận thức của dân chúng bình thường dân chúng đều cảm thấy tượng long vương là mình người mặt người cùng lắm là có thêm cặp sừng mộ dung khanh nhìn một hồi bỗng vẻ mặt hơi nghiêm túc như là vừa phát hiện được việc gì rất quan trọng thương mai thấy thế hỏi sao vậy nhưng không ngờ mộ dung khanh chỉ cười nói không có gì chỉ cảm thấy long vương này quá xấu âm một tiếng chỉ nghe được tiếng sấm sét nổ vang trên đầu, sau đó chấp giật liên hồi như muốn xé toang bầu trời. Dù là ban ngày cũng cảm thấy trước mặt đèn đuốc sáng trưng. Thương Mai sợ đến mức lấy tay che ngực, thật là kỳ lạ, sao lại có sấm trước khi có sét được. Đã vậy còn là ban ngày trời quang mấy tạnh nữa chứ. Nhưng mộ dung khanh vẫn nhìn chằm chằm tượng Long Vương kia, nàng có phát hiện sau sấm xét dường như tượng Long Vương này càng xấu, càng dữ tợn hơn không? Thương Mai liền nhìn sang, còn không phải sao. Cơ thể Long Vương này dường như đang vặn vẹo, đầu rồng có vẻ cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Người đừng nói có quỷ thật chứ. Thương Mai cảm thấy hốt hoảng không thôi, những gì cô thấy được hôm nay vô cùng quỷ dị. Đối với chuyện quỷ thần vẫn nên kính nể thì tốt hơn. Trời mới biết có hay không. Ngoài cửa, lại vang lên tiếng bước chân. Hai người nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám người Nam Hoài Vương lại trở về, bước tới bước lui tại chỗ. Vương ra, Thuộc hạ quả thật đã từng nhìn thấy miếu long vương ở chỗ này, cũng nhìn thấy trong miếu long vương có người. Gương mặt trắng nón của nam hoài vương mất kiên nhẫn nói, tìm kỹ cho ta. Người thì có thể trốn nhưng một ngôi miếu long vương sờ sờ thì trốn được sao? Người kia chỉ vào rừng trúc nói, vương ra, trước kia thuộc hạ đã nhìn thấy miếu long vương ở chỗ này, chỉ là không biết tại sao bây giờ lại trở thành rừng trúc. Nam hoài vương đứng trước rừng trúc nhìn vào, thương mai thấy ánh mắt lạnh như băng kia của hắn ta trong lòng hơi run lên tuy biết hắn ta không nhìn thấy cô nhưng vẻ khát máu nơi đáy mắt vẫn khiến người khác sợ run người vương ra cẩn thận rừng trúc này có rắn thị vệ nói với nam hoài vương nam hoài vương ngẩng đầu trong rừng trúc quả thật có rất nhiều rắn trúc xanh thế nhưng hết thảy mọi thứ ở đây đều rất không hòa hợp xung quanh đồi nhỏ hầu như không có mấy cây trúc mà đa phần là thông sam và một số loại cây nhỏ không biết tên khác duy nhất chỉ có chỗ này là có cả một rừng trúc. Hắn ta ngồi xổm xuống nhìn thổ nhưỡng trên mặt đất, vẻ mặt mê mang. Trái tim của thương mai gần như treo ngược cổ họng, chỉ sợ nếu hắn ta phát hiện ra manh mối sẽ ra lệnh cho thủ hạ xông vào. Sợi dây sẹo trong tay mộ dung khanh, như đang chờ suốt trận bất cứ lúc nào. Các ngươi đến đây xem thử, đất ở đây có gì khác với đất bên cạnh. Nam Hoài Vương kêu mọi người qua đó. Vài người xuống lại nhìn kỹ một hồi rồi nói, đất ở rừng trúc này khô, còn khu bên cạnh thì ẩm. Mưa lớn như vậy, chỉ mới tạnh không bao lâu, tại sao rừng trúc này ngay cả hơi nước cũng không có. Hắn ta vừa nói vừa đá mạnh vào thân trúc, làm rớt một con rắn nhưng lại không có một giọt nước nào rớt xuống. Vương ra, rừng trúc này rất kỳ lạ, một tên thị vệ nói. Nam Hoài Vương suy nghĩ một hồi rồi nói, phái hai người đi vào thăm dò, vì rắn sợ lửa nên người đi vào thăm dò liền đốt đuốc. Bọn họ rè rặt đi vào trong, quả nhiên rắn chúc sợ lửa lao sao lùi về sau không bỏ lên công kích. Mộ Dung Khanh khẽ nói với Thương Mai, nàng còn châm không? Thương Mai lấy túi châm ra, trong túi châm còn hơn 10 cây châm dài ngắn khác nhau, cô đưa cho Mộ Dung Khanh hai cây, người cẩn thận một chút. Mộ Dung Khanh gật đầu, đi ra đứng ngoài cửa chỉ chờ hai người kia đi vào trận, hắn sẽ ra tay ngay chỉ là hai người này lại không đi vào có thể thấy tuy có rừng trúc che chắn nhưng trận pháp vẫn có hiệu quả hai người kia đi loanh quanh trong rừng trúc bảy tám vòng cũng không đến được lối vào cuối cùng đành phải lui ra ngoài vương ra không có phát hiện gì chỉ là một khu rừng trúc đằng sau rừng trúc thì sao nam hoài vương hỏi đó là một vài ngọn núi đá nhỏ có vẻ giống hòn non bộ hơn nam hoài vương nhíu mày ở này sơn giã này làm gì có hòn non bộ hắn chậm rãi nhìn về phía rừng trúc trong đầu chợt nhớ tới trận pháp tổ tiên đã nói liền cười to nói thất ca ta biết đệ đang ở trong này tiếng cười kia vô cùng sắc bén sắc bén đến nỗi lũ rắn trúc xanh trong rừng đều ngóc đầu lên hắn ta lùi lại hai bước rồi ra lệnh người đâu đốt rừng trúc này cho ta trái tim thương mai trùng xuống nếu đốt rừng trúc bọn họ sẽ không trốn được mộ dung khanh nắm sợi dây sẹo trong tay xoay người sang nói nhỏ với cô, miếu Long Vương này có cửa sau, nàng chạy từ cửa sau ra ngoài tìm chỗ trốn. Chắc hẳn Tần Châu đã đến Thanh Châu từ lâu rồi, nàng sẽ được cứu, biết chưa? Thương Mai hoảng sợ lắc đầu, không, ta không đi, người cũng đừng đi ra ngoài. Bọn họ đốt xong rừng trúc sẽ phát hiện chúng ta, nàng nghe ta nói. Mộ Dung khanh nâng mặt cô lên, cực kỳ dịu dàng, an ủi cô, nếu ta không dẫn nàng theo, có sợi dây sẹo này chắc chắc có thể an toàn thoát thân ta sẽ ngăn bọn họ lại, nàng đừng chạy lên núi, hãy chạy xuống núi, chạy tới những chỗ đông người, sau đó tìm chỗ nấp. Không, không, thương mai biết vết thương của hắn rất nặng, đừng nói ba bốn chục người, dù chỉ có ba bốn người hắn cũng chưa chắc đánh lại, người đi với ta. Mộ Dung khanh khẽ lắc đầu, vẫn ôm cô, bọn họ đông người, đốt xong rừng trúc là sẽ vào được. Chúng ta chạy không thoát, chỉ cần ta ngáng chân bọn họ mới có thể tranh thủ thời gian cho nàng chạy trốn. Thương Mai, nghe ta nói, ta không phải vì nàng mà là vì con của chúng ta. Nó có quyền được sinh ra, có quyền được nhìn thấy thế giới này. Nàng hãy nghĩ tới đứa bé của chúng ta, đây là con của chúng ta đấy. Nếu nàng gặp chuyện không may thì nó sẽ không thể đến được thế giới này. Bây giờ ta không ra ngoài, đợi bọn họ đốt xong rừng trúc mới đi ra. Sau khi trốn ra ngoài, ta sẽ không ham chiến, mà là chạy lên núi. Bọn họ chỉ có thể đuổi theo ta, núi hoang này lớn như vậy, ta cũng sẽ tìm được chỗ trốn thôi nên nàng đừng lo lắng cho ta thương mai vẫn khóc lóc lắc đầu ta không thể bỏ lại ngươi vẻ mặt mộ dung khanh trở nên nghiêm túc nếu nàng không đi chúng ta đều sẽ chết ở đây ta dẫn theo nàng chính là gánh nặng nàng có thể giúp gì được cho ta nàng đi rồi ta vẫn còn cơ hội sống nàng ở đây ta phải chăm sóc nàng hành động sẽ bị hạn chế nàng thông minh như vậy tại sao không hiểu được đạo lý này nếu ta thật sự gặp chuyện chết ở nơi này, nàng luyến tiếc ta thì sau khi sinh con xong hãy xuống suối và gặp ta là được, sao lại để con chết theo chúng ta được. chương 810, huynh đệ chúng ta nên trò chuyện. Thương mai nghe mà tan nát cõi lòng vô cùng đau đơn, nhưng cũng cắn răng quyết tâm, cô lau nước mắt, nhìn hắn ta đi, nhưng mà người phải về tìm ta. Hạ thương mai ta xin thề, sống chết có nhau, người chết ta cũng sẽ không sống một mình, nếu người chết ở đây, sau khi ta sinh con ra rồi, ta sẽ báo thù cho người, sau đó sách đầu của hắn đến nơi này tìm người. Lòng mộ dung khanh cực kỳ đau xót, gần như không nhịn được rơi nước mắt, hắn ôm chặt thương mai, hôn chán, môi cô, hôn đến phát đau nói, được, ta hứa với nàng, ta sẽ sống sót quay về tìm nàng. Thương mai cầm kim châm nói, người ngồi xuống, ta mở huyệt cho người, có thể ngưng tụ nội lực tạm thời giúp người. Mộ dung khanh ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt lại. Đầu tiên thương Mai băng bó ký vết thương của hắn, sau đó châm cứu mở huyệt, Mộ Dung Khanh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lập tức chảy nhanh hơn, hắn vội vàng vận khí cản lại, tinh lực trong cơ thể không ngờ lại càng hùng hậu hơn trước đây. Thương Mai dặn dò nói, đây chỉ là cách tạm thời, người cần phải giải quyết dứt khoát nhanh gọn, không được ham chiến, phải biết trốn, nếu không qua một canh giờ, tinh lực của người sẽ hết. Ta biết, nàng đi mau đi, Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai nhìn hắn nước mắt lại rơi xuống như mưa nghẹn ngào nói lão thất phải còn sống quay về tìm ta được mộ dung khanh gật đầu giọng nói cũng hơi nghẹn ngào nhưng vẫn tiếp tục hối thúc cô đi nhanh đi thương mai ôm hắn nói bên tai hắn nhớ kỹ lời thề của ta người chết ta cũng sẽ không sống một mình mộ dung khanh hơi run lên khó khăn nói ta biết hắn nhìn thương mai xoay người đi từ cửa sau ra ngoài cô đi vài bước lại ngoáy đầu lại vẻ không tha sâu trong mắt cùng nước mắt làm hắn nhìn thấy mà lòng đau nhói. Thương Mai lau nước mắt, đi từ cửa hông ra ngoài, sau đó leo lên một đồi núi nhỏ, từ một sườn núi khác xuống. Cô bước từng bước một, tim cũng đau nhói từng chút theo mỗi bước chân, đau đớn mở mịt. Cô ngẩng đầu, nhìn luồng khói đặc bốc lên từ trên núi, lửa lớn như thế, đốt một rừng chút cũng nhanh thôi. Cuộc đời của cô chưa từng trải qua lần tra tấn nào như lần này, cô cảm giác cô đang bước từng bước một đến tuyệt vọng. Người nhất định phải bình an. Xin người, cũng xin thần Phật khắp nơi. Rừng trúc bị lửa lớn bao trùm, trông rừng trúc có vẻ như phải đốt rất lâu, nhưng thật ra lại không đốt bao lâu, chỉ hơn nửa canh giờ, tất cả đều đã biến thành cho tàn. Rừng trúc bị đốt sạch, trận pháp cũng lập tức hủy diệt, chỉ còn lại một ít cục đá, phía sau cục đá là một ngôi miếu long vương làm từ gạch xanh. Có một người cầm sợi dây sẹo đứng trước cửa miếu, trông rất hiu quạnh. Nam Hoài Vương chỉnh lại mũ quan, nở nụ cười dịu dàng, thất ca, muốn gặp được ngươi đúng là không dễ. Hắn bước từng bước một đi vào, nụ cười trên mặt và vẻ độc ác chán ghét sâu trong mắt đối lập rõ ràng. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, nếu ngươi muốn gặp bổn vương, vậy mời vào uống vài ly rượu, lại nói thì cũng lâu lắm rồi hai huynh đệ chúng ta không uống rượu tâm sự với nhau. Nam Hoài Vương cười nói, cho dù đệ muốn uống rượu cùng huynh, nhưng cái nơi khỉ ho có gáy này, lấy đâu ra rượu chứ? Hắn đi đến trước mặt mộ dung khanh, hai người cao sắp xỉ nhâu, nhưng mộ dung khanh đứng ở bên trên, tạo ra tư thế ngạo nghễ nhìn từ trên cao xuống. Nhưng Nam Hoài Vương cũng không hề thua kém chút nào, khí thế quanh cơ thể dần dần nổi lên từ trong đáy mắt. Vừa lúc, ở đây có rượu dùng để tế bái Long Vương. Mộ dung khanh nghiêng người, nếu người dám vào thì uống cùng ta một ly đi. Nam Hoài Vương cười ha ha, giữa huynh đệ với nhau, có gì mà không dám chứ? Nếu thất ca đã mời, thân là đệ đệ, làm sao dám từ chối ý tốt của ngươi chứ? Tiếng cười của hắn vô cùng ngôn cuồng, không hề sợ hai ý mộ dung khanh sẽ ra tay với hắn. Hắn nhấc vạt áo, đi vào ngồi xuống đống rơm giả, thị vệ muốn vào cùng lại bị hắn quát ngưng lại, các người đứng bên ngoài canh gác, nếu nhiếp chính vương có định ý với bổn vương thì lập tức chạy theo hướng chân núi đuổi theo. Mộ Dung Khanh nhướng mày, ánh mắt sâu lắng, cảm ơn. Không có gì, nếu người chết, nàng ta cũng sẽ sống không bằng chết, thế lại càng hay. Nam Hoài Vương cười, đột nhiên hắn ta cảm thấy có thể về Nam Quốc hay không cũng không quan trọng, hắn ta chỉ muốn thắng hắn mà thôi. Từ ngày dự định trở về Nam Quốc đến giờ, có lẽ hắn đã không nghĩ đến việc sẽ thành công, nhưng hắn lại không cam lòng mà thôi. Cho nên hắn không thèm xem quẻ tượng của thương khâu, thậm chí còn không có hứng thú muốn xem, bởi vì hắn đã biết kết quả, hắn không để ý đến. Bắt hạ thương mai, dùng để uy hiếp mộ dung khanh, cũng vì muốn xem hắn sống không bằng chết, bây giờ thấy rồi, trong lòng cực kỳ sung sướng. Hai huynh đệ bọn họ cũng nên có một cuộc trò chuyện. Mộ dung khanh đang kéo dài thời gian, hắn cũng không quan tâm đến. Mộ dung khanh lấy một bầu rượu từ trên bàn thờ xuống, đây là bầu rượu đục do ngư dân đến dâng hương cúng viếng, rất tệ, mộ dung khanh nếm một ngụm khó khăn nuốt xuống. Đời này thất cả uống sạch rượu ngon trên đời, đến phút cuối cùng lại chỉ còn có một bầu rượu đục. Nam Hoài Vương cũng nếm một ngụm, không khỏi cảm thán nói. Mộ Dung khanh giật lại, ngửa đầu tu ứng ực từng hớp lớn, thoáng nhíu mày, ở vùng nói hoang dã này, có được một bầu rượu cũng đã khá tốt rồi. Nam Hoài Vương lẳng lặng nhìn hắn, sợ chết không? Mộ Dung khanh cười cười, người sợ không? nam hoài vương thật sự nghiêng đầu suy nghĩ một lúc ta lại càng sợ sống trong hèn nhát hơn không đến mức như vậy chứ trong lúc người tính toán người cũng đã rất hèn nhát vì được ở lại trong kinh người đã dùng đủ mọi cách sao nào bây giờ đột nhiên cảm thấy không muốn hèn nhát nữa không muốn làm hoàng đế sao nam hoài vương nói thẳng muốn rất muốn nằm mơ cũng muốn nhưng ta biết không thể nào nếu đã không làm được chuyện ta muốn làm ta muốn sống thật khí phách chết có tôn nghiêm thật không ngờ ngươi lại từ bỏ nhanh như thế. Mộ Dung Khanh cong môi, hắn hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn ta, chỉ là giống như Nam Hoài Vương nói, hắn đang kéo dài thời gian, làm thương mai có thể đi xa hơn một chút. Không phải ta muốn từ bỏ, Nam Hoài Vương khẽ thở dài, khi ngước lên nhìn hắn, lại có thêm chút độc ác là các ngươi không chừa cho ta con đường sống. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng lắc lư bầu rượu, làm hoàng đế thật sự tốt đến thế sao? Nam Hoài Vương cười, châm chọc nói, huynh nói lời này, giống hệt như một kẻ ăn no đi hỏi một người đói bụng, cơm ăn ngon đến thế sao? Mộ Dung Khanh cũng cười, đúng vậy, đúng là như thế, nhưng ta lại cho rằng, cho dù ta có đói cũng sẽ không đi cướp cơm của người khác. Không cướp sẽ chết đói. Cho nên so sánh này của người không hợp lý, người không làm hoàng đế cũng sẽ không chết. Nam Hoài Vương lắc đầu, nếu ta chỉ là một bình dân thì sẽ không dám có suy nghĩ này, nhưng mà ta giống với hắn đều là con của phụ hoàng ta thua kém hắn ở điểm nào hắn có thể làm hoàng đế vì sao ta phải sống dựa dẫm dưới quyền của hắn chứ hắn không hề đối xử tệ với ngươi nam quốc phong cho ngươi là nơi giàu có và đông đúc nếu ngươi ngoan ngoãn ở lại nam quốc trời cao hoàng đế xa ngươi có gì khác với hắn chứ vì sao cứ kiên quyết muốn trở thành hắn chứ nam hoài vương lắc đầu đây là điểm khác biệt giữa ta và ngươi ngươi luôn thỏa mãn với những gì ngươi có không đi tranh giành nếu người chịu tranh giành nhiều hơn thì cũng sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Nếu ngươi làm hoàng đế, có lẽ nể mặt tình cảm huynh đệ, ta cũng sẽ không có suy nghĩ này. Mộ Dung Khanh cười lạnh, vậy sao? Từ khi còn nhỏ ngươi đã thích đổ tội lỗi lên đầu người khác, ngươi thành ra như bây giờ đều là do lòng tham của ngươi mà ra. Cho dù ta làm hoàng đế thì ngươi vẫn sẽ tạo phản, còn chuyện huynh đệ ruột, chỉ sợ ngươi chưa bao giờ xem ta là ca ca ruột của ngươi, làm gì có tình thân mà nói chứ audio điện tử võ tấn bền hết tập 54